Y đạo quan đồ. Chương 291, cậu thích màu gì? Trương đại quan nhân không phải là người bình thường, không những tốc độ phản ứng siêu cường, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn quanh người đã ngưng tụ cương khí hộ thể, hai cánh tay hắn ôm lấy cửa thang máy tầng 3, thân thể dán chặt lên tường, tận hết khả năng né qua sự tập kích của những khối xi măng này. Tuy như vậy vẫn có vô số khối xi măng rơi lên người, lên đỉnh đầu hắn, Trương đại quan nhân mặc dù có cương khí phóng thân vẫn bị đập cho hoa mày chóng mặt, nghiến răng nghiến lợi nói, thằng chó Brown, để tao bắt được thì tao sẽ rút gân mày. Sóng khí do vụ nổ gây lên khiến cho thang máy sóc nảy kịch liệt, bên trong thang máy phát ra tiếng kinh hãi và tiếng hét, cho dù là dưới loại tình huống này, La Tuệ Ninh vẫn trấn định tự nhiên, bà ta thấp giọng an ủi, không cần kinh hoàng như vậy đâu, bọn bắt cóc đã muốn lợi dụng chúng ta để áp chế phía chính phủ Anh, hiện tại vẫn chưa phải là lúc chúng ra tay. Lý Vĩ nhìn camera bên trong thang máy, nói, phu nhân, hắn một mực đang giám thị chúng ta. La Tuệ Ninh gật đầu. Nhìn camera ở trên đầu rồi dùng tiếng Anh nói, tôi không biết anh là ai. Anh muốn làm gì, nếu như anh là nhắm vào tôi mà đến thì xin đừng làm tổn thương tới những người vô tội. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Vĩ nhỏ giọng nhắc nhở, hắn chắc gì đã nghe thấy. Nhưng gã vừa dứt lời thì nghe thấy một giọng nói vang lên, tôi khuyên các người hãy ngoan ngoãn ở trong thang máy đi, nếu như chính phủ anh phối hợp, tôi sẽ không làm hại các người. Nếu như các người mưu toan có hành động gì, vậy thì xin lỗi. Bên trên thang máy tôi đã đặt thuốc nổ rất mạnh, năng lượng của thuốc nổ đủ để khiến cả tòa nhà phòng bệnh này biến thành bình địa, nếu các người không tin thì có thể thử xem. La Tuệ Ninh quyết đoán nói, Lý Vĩ, tắt camera đi. Lý Vĩ hơi ngây ra, gã rõ ràng sợ hành động này sẽ dẫn tới kẻ bắt cóc cho nổ. La Tuệ Ninh nói, không cần để ý tới hắn, tắt đi. Lý Vĩ gật đầu. Bước lên ngắt camera xuống, phía sau camera tìm thấy một cái máy phát tiếng rất nhỏ. Bên trong máy phát tiếng truyền ra tiếng gầm phẫn nộ, mày không ngờ lại dám ngắt camera. Có tin tao cho nổ banh xác chúng mày ra không? La Tuệ Ninh khinh thường nói, trước khi anh chưa đạt được mục đích của mình thì không dám đâu, anh là một kẻ hèn nhát, tôi có thể nói cho anh biết, bất kỳ một chính phủ có lý trí nào đều sẽ không cúi đầu trước phần tử khủng bố dâu. Bà ta nói xong liền ném cái máy xuống đất, dùng gót giày đạp lên. Tất cả mọi người đều bội phục dũng khí của La Tuệ Ninh, đồng thời cũng lau mồ hôi lạnh, chỉ sợ hành động của bà ta sẽ chọc giận phần tử khủng bố, từ đó dẫn phát nổ bom. La Tuệ Ninh là người tỉnh táo nhất, biết rằng chính phủ Anh Quốc chắc sẽ không dễ dàng khuất phục phần tử khủng bố như vậy, mà phần tử cho dù đạt được mục đích thì 89 phần 10 cũng sẽ không bỏ qua cho họ. Nếu muốn tìm thấy cơ hội đào sinh thì phải ra bài không theo lẽ thường, nhiễu loạn tâm thần của đối phương. Vụ nổ vừa rồi chấn cho Trương Dương hoa mày chóng mặt, có điều màn khói do nó dẫn tới cũng tạo cơ hội rất tốt cho hắn ẩn giấu hành tung, hắn bình trụ hô hấp, cố nhịn đau mà bò lên trên, thuật bích hổ du tường lần này rõ ràng không còn được linh hoạt như vừa rồi, Trương đại quan nhân khó khăn lắm mới tiếp cận được thang máy, trong làn khói mù mịt nhìn ánh đèn đỏ nhấp nháy ở phần đáy thang máy. Trương Dương đồng thời cũng nhìn thấy camera lắp bên trên thang máy, biết rằng hành động của mình khẳng định bị người khác phát hiện. Hắn hung hăng giơ ngón giữa về phía camera. Trong phòng giám sát và điều khiển, Brown nhìn rõ cảnh này, hắn thực sự không thể nào tin vào mắt mình, tên này rốt cuộc là người gì vậy? Vụ nổ vừa rồi không nổ chết hắn, cho dù là nổ không chết thì xi măng rơi xuống cũng phải đè chết hắn rồi chứ, nhưng tên gia hỏa này không ngờ vẫn ngoan cường bò lên. Điện thoại của hắn lúc này đổ chuống, Brown nhấc máy, nghe thấy thông chi rằng phía chính phủ Anh Quốc đã đồng ý thả tướng quân Hát. Hiện tại đang hộ tống Hát tới sân bay mà chúng chỉ định, sau 25 phút nữa sẽ có thể tới được địa điểm dự định. Môi Brown phát ra một nụ cười lạnh, hắn ấn nút khởi động, mặc áo dài trắng lên, làm ra động tác hôn gió với máy giám thị, nói tạm biệt người anh em, mày chỉ có 30 phút thôi, đừng tùy tiện tử chạm vào những nơi ở xung quanh thang máy, nếu không sẽ tan thành mây khói cùng với thang máy đó. Trương Dương nghe thấy tiếng tít tít, nhìn thấy số ở chỗ đèn đỏ nhấp nháy bắt đầu đếm ngược. Hắn giật nảy mình, Trương đại quan nhân tuy không nhận ra từ tiếng Anh, nhưng số thì vẫn hiểu, hắn nhìn ra chỉ còn nửa tiếng, Trương Dương biết rất ít về bom, hắn không dám khinh cử vọng động, nói nhỏ có người ở bên trong không. Giọng nói của hắn tuy không lớn, nhưng vẫn truyền rất rõ ràng vào trong thang máy. Lý Vĩ và La Tuệ Ninh đều nghe rất rõ, La Tuệ Ninh lập tức nghe ra là giọng của Trương Dương, sự kích động ở trong lòng khó có thể hình dung được, dưới dạng tình huống này. Trương Dương bất chấp an nguy cá nhân tới cứu,
chỉ phần tình nghĩa này thôi cũng đủ để tiêu trừ hết tất cả ngăn cách ở trong lòng La Tuệ Ninh rồi. Bà ta lớn tiếng gọi, Trương Dương. Mẹ đây. Trương Dương nghe thấy giọng của La Tuệ Ninh, biết rằng bà ta vẫn bình an vô sự, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn, hắn liền gọi nhỏ, mọi người trước tiên đừng có gấp, xung quanh thang máy gắn đầy thuốc nổ, tôi không dám tùy tiện ra tay, có thể phải gọi chuyên gia gỡ bom. Lý Vĩ nói, còn bao nhiêu thời gian? 28 phút 32 giây. Lý Vĩ nói, liên hệ với chuyên gia phá bom đi. Người mà Trương Dương nghĩ tới chỉ có mỗi muỗi, trên thực tế cho dù là hắn liên hệ với chuyên gia phá bom của phía Anh, cũng không nghe hiểu tiếng Anh, hắn ấn số di động của muỗi, muỗi lúc này đang ở gần bệnh viện ST. John, gã đang khẩn trương đợi tin tức. Trương Dương kể lại tình huống hiện tại lại cho muỗi, muỗi lớn tiếng nói, đừng khinh cử vọng động, tôi vừa nhận được tin tức, phía Anh đã đáp ứng thả tướng quân Hát rồi. Trương Dương cười lạnh, nói, lời mà những phần tử khủng bố này nói căn bản không thể tin được. Hắn vừa dứt lời, lại có một vụ nổ xảy ra ở cửa tòa nhà. Một nhánh đặc chủng thử lèn vào trong tòa nhà lại dẫn phát bom. Muỗi nói khẽ tôi cũng có chút nghiên cứu về phá bom, đáng tiếc là không nhìn thấy tình huống ở hiện trường. Trương Dương nhìn xung quanh, hắn nhìn thấy hai cái máy ảnh ở cách đó không xa, từ các góc độ khác nhau chụp lại tình cảnh xung quanh thang máy, hắn nói lại chuyện này cho muỗi. Trên máy tính trong tay muỗi cũng hiển thị bản đồ kết cấu của bệnh viện ST. John, hắn lạnh lùng phân tích, người này nhất định ở trong phòng điều khiển quan sát tình huống ở xung quanh thang máy. Máy ảnh là hắn trước chuyện đã an bài ở đó, hình ảnh sẽ trực tiếp truyền về phòng điều khiển của bệnh viện, để tôi nghĩ đã. Gã nhanh chóng kiểm tra tư liệu, vui mừng nói, có rồi, phòng điều khiển của bệnh viện ST. John có một đường vận chuyển khẩn cấp, để truyền số liệu tới phòng tư liệu, anh đợi đó. Tôi có thể từ đó gián tiếp nhận được tín hiệu, chặn được tình huống bị quản chế. Muỗi đóng máy xách tay lại, đứng dậy chạy ra ngoài. 10 phút sau, Trương Dương nhận được điện thoại của muỗi. Muỗi nói, tôi nhìn thấy anh rồi, anh di chuyển máy ảnh tới xung quanh quả bom, để tôi nhìn cho rõ, nhớ là ngàn vạn lần đừng có cắt loạn dây lên đấy. Trương Dương gật đầu, hắn bò lên lấy máy ảnh xuống, cẩn thận dùng ống kính nhắm vào xung quanh thang máy. Muỗi thông qua tín hiệu không ngừng truyền về quan sát tử tế kết cấu của quả bom, hắn hít một hơi lạnh, nếu như tôi đoán không lầm, bom chắc là nối với cửa thang máy, anh chỉ cần mở thang máy là sẽ khiến bom nổ, anh trèo lên trên thang máy xem đi, có phải là có ngòi nổ không? Trương Dương án chiếu theo lời của gã bò lên, phải hiện phần nóc của thang máy có cuộn dây đủ các màu nối xuống dưới. Muỗi nói, đỏ, lam, xanh, vàng, đen 5 dây dẫn, xếp tuần tự từ trái qua phải đúng không? Trương Dương nhìn kỹ lại tuần tự của dây dẫn rồi báo lại cho gã, muỗi nói, chỉ mong anh không phải bị mù màu. Câu nói đùa của gã không hề làm dịu đi bầu không khí đang khẩn trương tí nào. Trương Dương vừa nói vừa nhìn đồng hồ, hiện tại chỉ còn lại có 15 phút 2 giây thôi. Muỗi nói, là cao thủ, anh kiểm tra 5 dây dẫn đi, nhất định phải thật nhẹ, phải cẩn thận, xem xung quanh dây dẫn có dây kim loại không. Trương Dương kiểm tra tử tế một lượt. Phát hiện cạnh kíp nổ màu đen và màu lam còn có một sợi dây kim loại chỉ nhỏ như sợi tóc, hắn báo cáo lại tình huống cho muỗi. Muỗi nói, thằng chó giảo hoạt thật, anh gạt dây kim loại ra, trước tiên cắt ngòi nổ màu đen đi, sau đó cắt tiếp ngòi màu lam, nhớ là ngàn vạn lần đừng có làm đứt dây kim loại đó. Trương Dương lấy công cụ tùy thân ra, trước khi đi cắt dây, không nhịn được liền hỏi, anh có nắm chắc không đấy? Muỗi thực sự cầu thị nói, 5 năm. Trước đây có từng gỡ loại bom này chưa? Lần đầu tiên, Trương Dương gật đầu, hắn chậm rãi được kéo tới, Trương đại quan nhân tuy to gan lớn mật, nhưng lúc này cũng không khỏi trở nên khẩn trương, phải biết rằng hiện tại bị nhốt treo trên thang máy là một quả bom đủ để san bằng cả tòa nhà phòng bệnh này, một bước sai là thua cả bàn, hắn cũng sẽ tan thành mây khói với cả tòa nhà này, e rằng sẽ không có cơ hội trùng sinh nữa, mệnh vận không thể liên tiếp chiếu cố hắn. Sau khi cắt dây màu đen thấy không có phản ứng gì, Trương Dương lại cắt dây dẫn màu lam, cảnh khiến hắn vui mừng xuất hiện, đồng hồ đếm ngược dừng lại, Trương Dương vui mừng nói, ngừng rồi. Nhưng hắn chưa nói xong câu này thì đồng hồ lại đột nhiên biến thành 3 phút, thời gian lại một lần nữa thay đổi, Trương Dương khẩn trương tới cực điểm, muỗi. Mất mẹ nó 12 phút rồi. Trần Mỹ Lâm ở bên trong bãi đỗ xe sốt ruột chờ đợi, cô ta nhìn thấy một nam tử mặc đồng phục màu xám nhanh chóng rời khỏi thông đạo an toàn rồi chạy tới một chiếc xe cứu hộ. Trên người nam tử đó còn đeo một cái ba lô du lịch màu lam đậm, Trần Mỹ Lâm do dự một chút rồi giơ súng lao tới, hỏi, đừng động đậy. Nam tử giơ hai tay lên,
lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố, đừng giết tôi. Tôi không dám chạy đâu, các người muốn làm gì, tôi có thể đưa hết tiền cho các người. Trần Mỹ Lâm có chút kinh ngạc nhìn nam tử đó, anh là ai? Tôi là nhân viên làm điện của bệnh viện. Trần Mỹ Lâm gật đầu, di rời mũi súng của cô ta vừa lệch đi, nam tử đó giã nắm lấy báng súng, nện mặt vào cằm Trần Mỹ Lâm, Trần Mỹ Lâm bị một quyền đột ngột của gã đánh ngã xuống đất. Nam tử đó chính là Brown, hắn nhe răng cười giơ súng tự động lên, nhắm thẳng vào đầu Trần Mỹ Lâm, nói ke ke, là một tiểu mỹ nhân, thật sự là có chút không nhẫn tâm giết mày. Gã đang định nhấn cò súng thì đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân, Brown đột ngột quay người lại, súng tự động bắn quét một lượt ra sau lưng. Người công nhân lo đường ống đó tay giơ cao cái cờ lê, còn chưa kịp làm ra động tác công kích thì đã bị hơn 10 phát đạn bắn trúng người, vẻ mặt của ông ta cực kỳ cổ quái, hự một tiếng rồi mới ngã xuống đất. Romer quay đầu lại thì phát hiện Trần Mỹ Lâm đã biến mất rồi, gã nhíu mày, bước nhanh về phái xe cứu thương, kéo cửa, khởi động bom hẹn giờ giấu trong đó. Một chiếc xe Ford màu đen đột nhiên sáng đèn, Brown trợn trừng mắt, nhìn thấy chiếc xe đó đang lao nhanh về phía mình. Brown giơ súng tự động lên, bắn liên tiếp về phía xe Ford, kính chắn gió của xe Ford bị bắn cho vỡ tan tành, nhưng tốc độ xe lại không giảm chút nào, đâm mạnh lên người Brown, Brown hét thảm một tiếng bay ra sau, giống như là một con diều rứt dây từ trên không trung rơi xuống chỗ cách mấy chục mét, súng tự động cũng rơi ở bên cạnh, gã phun ra một bụng máu, thò tay ra gian nan muốn nắm lấy súng tự động. Trần Mỹ Lâm đẩy cửa xe, ôm đầu vai bước ra, máu đã nhuộm đỏ vai trái của cô ta, nhưng cô ta vẫn kiên trì đi tới bên cạnh Brown, cầm súng tự động lên, dí vào trán Brown, muốn xông thì giúp tao tháo toàn bộ bom ra. Brown nhếch môi, cười điên cuồng. Đồng hồ đếm ngược ở trên xe cứu thương chạy điên cuồng, Trần Mỹ Lâm nhìn thời gian chỉ còn lại một phút, cô ta đánh mạnh vào đầu Brown, khiến gã lập tức ngất đi, sau đó chạy vào thông đạo an toàn. Thời gian còn lại của cô ta không nhiều, đường sống duy nhất chính là chạy tới tầng dưới. Trương Dương án chiếu theo chỉ dẫn của muối, cuối cùng ở bên cạnh quả bom đã tìm thấy 3 dây dẫn, đỏ lam lục, phía sau dây màu lam cũng giấu một dây kim loại. Thời gian chỉ còn lại một phút. Muối nói, chắc là cắt đứt cái dây màu lam ý. Trương Dương gầm lên, tôi không cần chắc là, tôi muốn chắc chắn kìa. Muối nói, Brown rất giàu hoạt, bố trí rất nhiều bẫy. Tôi không thể xác định, án chiếu theo lẽ thường thì dây màu lam chắc là ngòi nổ, nhưng chắc là không đơn giản như vậy. Cậu thích màu gì? Muỗi ngây ra, không biết Trương Dương lúc này vì sao lại hỏi vấn đề này, anh nói gì cơ? Trương Dương bực bội nói, anh thích màu nào? Màu xanh lục, bởi vì màu xanh lục đại biểu cho hòa bình, tự nhiên. Trương Dương nói ít thôi, tôi cũng thích màu xanh lục, trừ mũ ra. Trương đại quan nhân tin vào trực giác của mình. Dưới tình huống không có thời gian để tìm ra lựa chọn tốt hơn, hắn thả tin vào mình, hắn thò kéo ra không chút nghĩ ngợi cắt luôn sợi dây màu xanh lục, bên cạnh vang lên tiếng hét sợ hãi tới cực điểm của muỗi, đừng. Tiếng hét của gã căn bản chẳng làm nên chuyện gì, Trương Dương đã cắt đứt sợi dây màu lục rồi, hắn không còn thời gian để do dự nữa, tất cả chỉ có thể theo mệnh trời. Kỳ tích xảy ra, đồng hồ đếm ngược dừng ở dây 12, sau đó hiện ra một dòng chữ tiếng Anh, Trương đại quan nhân không nhận ra thứ này. Mũi kinh hỉ vạn phần nói, gỡ được rồi, gỡ được rồi. Tôi ích, không ngờ thế cũng được à. Gã kích động đến nỗi chửi thề mấy tiếng. Trương Dương mỉm cười nói, vận khí của tôi trước giờ luôn rất tốt. Lúc này quả bom ở trong bãi đổ xe cũng phát nổ, vụ nổ khiến cho xe đỗ trong bãi nổ liên tiếp, cả tòa nhà phòng bệnh chấn động kịch liệt, Trương Dương suýt chút nữa bị chấn động này thổi bay đi, liên lạc của hắn và mũi cũng hoàn toàn bị cắt đứt. Trương Dương bò lên trên thang máy. Kéo cửa khẩn cấp bên trên thang máy ra, gọi to, mẹ nuôi. Con tới rồi. La Tuệ Ninh nghe thấy tiếng của Trương Dương, trong lòng cảm thấy ấm áp, nước mắt suýt nữa thì rơi xuống. Bà ta run giọng nói, Trương Dương, con không sao chứ? Trương Dương nói, con không sao, trước tiên rời khỏi đây đã. Lý Vĩ đỡ La Tuệ Ninh lên trên, Trương Dương nắm lấy cánh tay của La Tuệ Ninh kéo bà ta lên. La Tuệ Ninh tuy kiên cường nhưng lúc này cũng không khỏi kích động đến rơi nước mắt. Khói mù do vụ nổ dẫn tới từ thông đạo của thang máy cuồn cuộn bốc lên, Trương Dương cõng La Tuệ Ninh, men theo dây kéo của thang máy bỏ lên trên, kéo cửa thang máy ở tầng 10 lắm, đằng không bay ra. Đặt La Tuệ Ninh xuống, lại cùng với Lý Vĩ giúp đỡ những người còn lại ở trong tay máy tới nơi an toàn. Vụ nổ ở bãi đỗ xe dưới đất vẫn không ngừng phát sinh, tòa nhà phòng bệnh không ngừng chấn động, nhân viên y tế của bệnh viện ST.
Sơn đang tổ chức di tản bệnh nhân. La Tuệ Ninh ngay lập tức cầm điện thoại lên liên lạc với chồng, nói với ông ta rằng mình đã được cứu. Văn Quốc Quyền đặt điện thoại xuống, quay người lại nói với thư ký, giúp tôi liên hệ với Thủ tướng Anh, nói với ông ta rằng, chính phủ Trung Quốc chúng ta một mực kiên định đả kích phần tử khủng bố, điểm này sẽ không bởi vì bất kỳ chuyện gì mà thay đổi. Tướng quân Hát ngồi trên chiếc trực thăng đã bay lên trời, hắn nhàn nhã tự đắc châm một điếu xì gà, dùng sức hít sâu một hơi, phả ra khói đặc, mỉm cười nói tao ghét nhất là nước Anh. Ghét nhất là cái mùi thối hoắc ở trong ngục giam. Phi công cười nói, chúng ta sắp rời khỏi đây rồi. Trên radar đột nhiên xuất hiện hai điểm sáng lấp lánh, sắc mặt của gã đột nhiên biến đổi, hai chiếc chiến đấu cơ bão F-2 của không quân Hoàng gia Anh quốc đã đuổi theo chúng, gã kinh hoàng hét không quân nước Anh đuổi theo rồi. Hát lạnh lùng nói, chính phủ nước Anh trước giờ đều không giữ lời. Đừng sợ, cùng lắm là quay lại tiếp nhận thẩm lý và phán quyết. Hắn đã ý thức được việc lại có biến, xem ra lần này lại phải quay lại nhà lao rồi. Tướng quân, chúng ta bị tỏa định rồi. Hát dướn người lên, nói cái gì cơ? Chiến đấu cơ bão đồng thời phát xạ đạn đạo, cơ hồ là đồng thời bắn trúng chiếc trực thăng nổ tung trên không trung, tạo ra một quả cầu lửa, ánh sáng chói mắt cơ hồ có thể sánh với mặt trời. Phía Anh sau khi nhận được tin tức phu nhân Phó Tổng thống bình an, phía cảnh sát ồ ạt tiến vào bệnh viện. La Tuệ Ninh dưới sự hộ tống của Lý Vĩ và Trương Dương rời khỏi bệnh viện, vẻ mặt của bà ta vẫn rất thong dong chấn định, chỉ phần tâm thái lâm nguy không loạn này đã khiến nhân viên phía Anh đi cùng bội phục không thôi rồi, đây chính là phong phạm của nước lớn. Rời khỏi tòa nhà phòng bệnh ngập tràn khói lửa, điện thoại của Trương Dương lại đổ chuông, là mũi gọi tới, Trương Dương nói với gã rằng La Tuệ Ninh đã được giải cứu bình an. Mũi trầm giọng nói, dạo anh có tin tức rồi. Cô ta và Lý Huệ Tử đang ở bế tàu điện ngầm Charing. Trương Dương nói, chúng ta lập tức tới đó. Hắn báo một tiếng với La Tuệ Ninh, sau đó gặp mặt với Mũi, hai người lái xe tới bến tàu điện ngầm Charing. Mũi trên đường giải thích, Vương Triển gọi điện thoại, là gã nói với tôi chuyện này. Gã dừng lại một chút rồi lại nói, tôi cho rằng chuyện này là một cái bẫy. Trương Dương nhìn gã, nói còn cần cậu nói à, có điều chúng ta không có lựa chọn. Lúc này điện thoại của Mũi lại đổ chuông, Mũi nhìn số, nói nhỏ, Vương Triển. Trương Dương cầm lấy điện thoại rồi nhấn nút nhận. Tiếng cười từ đầu dây bên kia vang lên. Trương Dương lạnh lùng nói, xem ra mày rất đắc ý. Vương Thông dừng cười, nói, thằng nhóc, mày rất có bản sự. Bom ở bệnh viện ST, Sơn không ngờ lại không thanh trừ được mày. Giỏi, có tư cách chơi với tao. Tao không có hứng thú chơi với mày, mày quá tỉ bỉ, quá vô sỉ. E rằng ngay cả bản thân mày cũng không còn nhớ được mình vẫn là người Trung Quốc phải không? Vương Triển không hề bị Trương Dương chọc giận, chậm rãi nói, thời gian tới bến tàu điện ngầm còn 3 phút nữa, Dạo Anh và Lý Huệ Tử đang ở trong khoang xe số 7, bọn họ ngủ rất ngon, mày hãy nhớ rằng, trong vòng 3 phút nếu như không tới được bến tải điện ngầm, mày vĩnh viễn sẽ không gặp được họ nữa đâu. Trương Dương hét lên với Mũi, 3 phút, tới bến tàu điện ngầm. Mũi gật đầu. Đột nhiên đạp mạnh chân ga, xe lao xuyên qua hai chiếc xe ở phía trước là đèn đỏ. Trương Dương gầm lên, lao qua. Mũi lao thẳng về phía trước, trái phải có một chiếc xe lao nhanh tới, Mũi sợ hãi hét lên, thân xe may mắn lướt qua, hai chiếc xe kia thì không được như vậy, tuy trước sau đều đạp phanh, nhưng dư thế không ngừng, vẫn đâm vào nhau, trên đường loạn thành một mớ. Mũi trán đầy mồ hôi lạnh, nói tôi nghĩ lần nay tôi sẽ bị đuổi khỏi Quốc An mất. Trương Dương gầm lên, kệ mẹ Quốc An, nếu anh thất nghiệp, tôi nhận anh vào phòng chiêu thương Giang Thành. Phía trước có một chiếc xe chở hàng lái tới, Mũi muốn giảm tốc nhưng Trương Dương lại hét lên, vượt đi. Hai người đồng thời cúi đầu, xe không giảm tốc từ phía dưới xe tải lao ra, cả nóc xe đều bị xe tải vạt trụi, xe của bọn họ biến thành xe mui trần. Mũi sợ đến nỗi mặt trắng bệch, vừa lầm bầm A-di-đà Phật vừa gào xin Chúa phù hộ, cầu khẩn cả thần trí cao của phương Đông lẫn phương Tây. Hy vọng lần này có thể bình an tới bến tàu điện ngầm Charing. Lúc lái tới cửa vào của bến tàu điện ngầm, cánh bến chỉ còn 50 giây, Trương Dương chỉ vào bậc thang, nói, lái xuống đi. Mũi lúc này đã triệt để buông tay rồi, án chiếu theo chỉ thị của Trương Dương, lái xe từ trên bậc thang lao xuống, xe không ngừng tròng trành trên bậc thang, gầm xe va chạm với cầu thang phái ra tiếng đinh đinh, bánh xe cuối cùng không chịu nổi liếp tiếp bị va đập, bánh trái phía trước bị nổ, thân xe suýt chút nữa thì lật. Trương Dương từ trong xe nhảy ra, dùng tốc độ kinh người lao về phía bến, trong lúc vội vàng căn bản không thèm để ý tới người ở bên cạnh,
liên tiếp có mấy người bị hắn đụng ngã, hai bảo vệ muốn vây hắn lại, Trương Dương né tránh, lướt qua cả hai người, sau đó đằng không bay lên, nhảy qua cửa soát vé, phía sau truyền tới tiếng kinh hô của hai bảo vệ. Lúc này tàu điện ngầm chậm rãi vào bến, Trương Dương tìm thấy khoang xe số 7 rồi lao vào. Trong khoang xe số 7 chỉ có hai người, Dạ Oanh ngồi dựa vào ghế, Lý Huệ Tử thì nằm trên đầu gối cô ta. Hai người đều ngủ say, Trương Dương đi tới trước mặt Dạ Oanh, vỗ nhẹ lên mặt cô ta. Dạ Oanh có chút mệt mỏi mở bừng mắt, nhìn thấy khuôn mặt quan tâm của Trương Dương, cô ta đột nhiên gào lên sợ hãi, đi mau. Đi mau. Điện thoại của Trương Dương đổ chuông, vẫn là Vương Triển gọi, mày tới đúng giờ đấy. Trên người Dạ Oanh và Lý Huệ Tử tao đều tiêm BFII, có thể mày không biết là gì, để tao nói với mày vậy, đó là một loại bệnh độc sinh hóa, sau khi ở trong cơ thể người một thời gian nhất định sẽ phát sinh tác dụng. Hiện tại còn 5 phút, sau 5 phút, bệnh độc sẽ bắt đầu khoách tán, theo đường hô hấp của họ tỏa ra ngoài không khí, trừ phi là mày giết họ, nếu không loại bệnh độc này sẽ không ngừng khoách tán. 1 truyền 10, 10 truyền 100, không lâu sau, cả thành London sẽ bị bệnh độc lây nhiễm, chính phủ Anh Quốc sẽ tra ra thân phận của chúng mày, có phải là chơi rất vui không? Vui con mẹ mày, Trương Dương gầm lên. Vương Triển nói, tao thích đấu với người ta, kỳ thực tao lúc đầu cũng không coi mày ra gì, nhưng không ngờ mày thật sự có bản sự, mày đã chủ động tìm tới cửa, tao chỉ có thể chơi với mày thôi, thằng nhóc, tao xem mày lần này có bản sự đào thoát hay không. Vương Triển nói xong liền cúp máy. Dạ Oanh vén tay áo lên, nhìn những vết mẩn màu đỏ trên tay mình, lại cúi đầu nhìn phần cổ trắng nõn của Lý Huệ Tử cũng lấm tấm mẩn như mình, cô ta nói khẽ hắn tiêm bệnh độc lên người chúng tôi rồi. Tàu điện ngầm lại bắt đầu khởi động. Trương Dương nói, BFII. Dạ Oanh nói, bao lâu nữa thì truyền nhiễm? 4 phút 20 giây. Dạ Oanh gật đầu, vẫn còn kịp, đợi tới trạm sau thì anh giết chết chúng tôi đi, lập tức thông trai cho chính phủ Anh Quốc, đốt ngay cả khoang xe này. Đóng cửa bến tàu, chắc có thể khống chế được. Trương Dương lắc đầu, nói, không. Thân hình của Dạ Oanh lắc lư, ngã chúi đầu xuống đất, Trương Dương vội vàng đỡ cô ta, nhưng không ngờ Dạ Oanh là cố ý làm động tác này để mê hoặc hắn. Cô ta rút súng ở hông Trương Dương ra, Dạ Oanh dùng súng chỉ vào Trương Dương, nói, cách xa tôi một chút, sau khi tàu tới bến, anh lập tức xuống tàu. Trương Dương lạnh lùng nhìn Dạ Oanh, hắn chỉ vào tim của mình, nhắm vào đây này. Nếu vậy thì em chết anh mới không thương tâm. Tim Dạ Oanh run rẩy, con mắt đẹp màu lam phủ lên một tầng nước mắt trong suốt, cút đi. Tôi không cần anh quan tâm tới tôi. Trương Dương nắm lấy mũi súng, nhẹ nhàng đoạt lấy súng. Dạ Oanh không khống chế được tình cảm trong lòng nữa, cô ta lao vào lòng Trương Dương rồi khóc thút thít. Trương Dương vuốt ve máu tóc vàng của cô ta, nói nhỏ, em yên tâm, anh sẽ không để em xảy ra chuyện đâu, Vương Triển sẽ không đắc ý được đâu. Dạ Oanh nuốt lệ. Nói anh có biết không, BFII rất lợi hại, sau khi bắt đầu khoách tán, sẽ theo đường hô hấp của em tiến vào trong không khí, chúng em sẽ làm lây nhiễm sang người khác, tốc độ lan truyền của bệnh độc rất kinh người. Trương Dương, em biết anh rất tốt với em, nhưng em không thể lấy lợi ích của quốc gia ra đánh cược. Trương Dương mỉm môi, nói, không phải đánh cược, anh có biện pháp. Anh có biện pháp gì chứ? Trương Dương đột nhiên vươn tay ra, điểm huyệt của Dạ Oanh ngã lên ghế. Trương Dương rút kim châm tùy thân ra, lợi dụng kim châm phân biệt đâm vào huyệt đạo của Dạ Oanh và Lý Huệ Tử, để họ tạm thời tiến vào trong trạng thái thai tức. Nếu như bệnh độc BFII thông qua hô hấp mà lan ra, vậy thì tạm thời đình chỉ hô hấp của họ để cắt đứt con đường lân lan của bệnh độc. Trương Dương không biết phương pháp này có hữu hiệu hay không, hắn gọi điện thoại cho Muỗi, nói chuyện này cho gã biết. Sau khi Muỗi nghe thấy tên bệnh độc BFII, cũng sợ hãi vô cùng. Nếu như bệnh độc từ trên người Dạ Oanh và Lý Huệ Tử khoách tán ra, vậy thì tầm ảnh hưởng của chuyện này sẽ rất lớn, Muỗi run giọng nói, có lẽ chỉ có một biện pháp. Trương Dương lạnh lùng nói, tôi mặc kệ cậu dùng phương pháp gì, lập tức sơ tán tất cả khách trong tàu điện ngầm, tôi phải cứu họ. Muỗi tân tình khuyên, Trương Dương, có một số chuyện không thể nào thay đổi được đâu. Trương Dương nói nhỏ, chuyện mà tôi nhận định sẽ không thay đổi. Sau khi tàu điện ngầm tới bến, lập tức vang lên tiếng cảnh báo khẩn cấp, tất cả khách trong bến sau khi nhận được thông báo có thể có bom, vội vàng rời khỏi trạm. Trương Dương án chiếu theo số của Vương Triển mà gọi lại, nói nhỏ, tao nói cho mày biết mọi chuyện, bắt đầu từ bây giờ, mày sẽ phải trả một cái giá rất lớn. Vương Triển bật cười, nói, rất thông minh, lợi dụng cớ có bom để sơ tán mọi người, nhưng mày chỉ còn lại có một phút thôi, có phải là muốn vứt bỏ họ không?
chỉ có vậy mày mới có cơ hội sống sót. Tao lại khiến mày thất vọng rồi. Vương Triển thở dài, không ngờ trên thế giới này còn có thằng ngu trọng tình trọng nghĩa như mày, tôi không biết nên khen ngợi sự si tình của mày hay là nên cười vào sự ngu xuẩn của mày nữa, giết họ thì có thể xong hết mọi chuyện đó. Rồi có một ngày, tao sẽ khiến mày quỳ xuống trước mặt tao, khấu đầu cầu xin tha thứ. Chương 292, vận khí cho phép. Vương Triển và Josephine sóng vai đứng trên gác chuông của nhà thờ lớn St. Paul, Vương Triển nghe tiếng nói trong điện thoại, mỉm cười lắc đầu. Josephine nói nhỏ, hắn vẫn chưa đi à? Vương Triển gật đầu, nói, rất ngu ngốc, phải không nào? Josephine nói, em ngược lại cho rằng hắn là một nam nhân rất can đảm. Vương Triển cười ha ha, nói, dạng người như vậy rất được lòng nữ nhân, chẳng trách Trần Mỹ Lâm lại vứt bỏ ý định giết chết hắn. Hắn ném di động vào trong thùng rác, nói với Josephine, thông báo cho phía Anh Quốc, trong khoang tàu số 7 có hai người mang bệnh độc BFII. Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp, không, chắc là ba rồi. Josephine có chút kỳ quái nhìn Vương Triển, anh không muốn chuyện này thành to ra à? Vương Triển nói, ở cùng với anh lâu như vậy, chẳng lẽ em vẫn chưa phát hiện anh trước giờ là một người rất có lòng thương người à? Gã gãi gãi cằm Josephine, hôn khẽ lên môi cô ta một cái, anh không thích giết người. Sau khi hành khách ra khỏi tàu điện ngầm, cả bến tàu biến thành trống không, Trương Dương ý thức được có chút không đúng, hắn lại một lần nữa ấn số điện thoại của Muối. Muối lúc này cũng đứng ở bên ngoài bến tàu điện ngầm, nhìn từng chiếc xe quân đội lái vào trong bến, đi tới toàn bộ là quân nhân Anh Quốc mặc đồ phòng hộ, đeo mặt nạ phòng độc, Muối cầm điện thoại lên, đi tới một góc vắng người, nói, hình như có chút không đúng, phía Anh có thể đã biết chuyện bệnh độc rồi, phía trước bến tàu điện ngầm toàn bộ đều là quân nhân. Trương Dương nhíu mày, hắn bắt đầu cảm thấy chuyện này càng lúc càng bất diệu. Muối nói, tôi thông chi cho họ là có bom, nhưng chuyện này không đúng. Người của bọn họ tới không phải là bộ đội gỡ bom, nhất định không phải. Gã dừng lại một chút rồi nói tiếp, nếu như bọn họ biết bên trong tàu điện ngầm có người bị nhiễm bệnh độc BFII, e rằng sẽ phiền to đấy, bọn họ sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt bệnh độc ở trong bến tàu đâu, các người gặp nguy hiểm rồi. Trương Dương nói nhỏ, có phương pháp trị liệu bệnh độc BFII không? Muỗi nói, không có, tôi đang thử tìm tư liệu về phương diện này, Trương Dương. Tôi thấy bọn họ còn mau theo máy phun lửa, trời à. Bọn họ muốn hủy diệt cả tàu điện ngầm, anh mau rời khỏi đó đi. Đừng bận tâm đến bọn dạ oanh nữa. Di động của Trương Dương sắp hết pin rồi, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi phải cứu họ. Rời khỏi đó rồi hắn nói, dạ oanh biết làm thế nào để tìm tôi. Muỗi còn chưa nói xong thì điện thoại của Trương Dương đã hết pin. Muỗi nhìn thấy có quân nhân nhìn về phía mình, vội vàng cúi đầu bước về phía xa. Trương Dương ném di động đi, lúc này nhìn thấy có 20 binh sĩ nước Anh mặc áo phòng hộ màu trắng đi lên sân ga, bọn họ đề phòng tương đối nghiêm mật, mỗi người đều mang mặt nạ phòng độc, Muỗi nói không sai, người Anh chắc đã biết trong tàu điện ngầm có người bị cảm nhiễm bệnh độc BFII, bọn họ muốn áp dụng thủ đoạn cực đoan. Trương Dương nắm quần áo của mình giơ lên, lính bắn tỉa đã nghiêm trận chờ đợi ngay lập tức bắt được biến hòa này, đạn bắn vỡ kính tàu điện ngầm, bắn lên cái áo, Trương Dương may mắn co tay lại đúng lúc. Nếu không khẳng định sẽ bị đạn bắn trúng. Hắn nhỏ giọng chửi, bọn anh chó chết. Lúc này quân nhân Anh Quốc lâm thời giơ 5 cái đèn pha lên, ánh sáng mạnh tập trung lên tàu điện ngầm. Trương Dương biết rằng mình đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất để chạy trốn, hắn đỡ Lệ Phù và Lý Huệ Tử đặt lên sàn, hắn kéo hai người đã ở vào trạng thái quy thức chạy về phía đuôi tàu điện ngầm. Binh sĩ đặc chủng Anh Quốc toàn thân võ trang bắt đầu chậm rãi tiếp cận tàu điện ngầm. Trương Dương giật chốt một trái lưu đạn, ném ra sau khoang xe. Vụ nổ đã hấp dẫn sự chú ý của các binh sĩ đặc chủng, Trương Dương nhân thời cơ hiếm có này kéo Lệ Phù và Lý Huệ Tử tiếp tục chạy ra phần đuôi của tàu, hắn một cước đá mở cửa phần đuôi, dùng áo ngoài cố định chắc Lý Huệ Tử lên lưng mình, sau đó ôm Lệ Phù, nhảy xuống tàu, men theo đường hầm tối om chạy lên trên, chạy được khoảng 20 mét thì lại lấy một trái lựu đạn ném về phía tàu điện ngầm. Vụ nổ khiến cả mặt đất chấn động khe khẽ. Trương Dương vừa chạy vừa chú ý tới động tĩnh ở xung quanh, không lâu sau, lại có mấy bóng người từ phía trước bọc đánh về phía này, thấy bóng người của Trương Dương, đối phương căn bản không thèm hỏi thân phận, lập tức nổ súng xạ kích, Trương Dương giật lùi ra sau rồi né sang một bên, đạn liên tiếp không ngừng bắn lên tường ở xung quanh, tóe ra vô số đốm lửa đẹp mắt. Trương Dương đặt Lệ Phù xuống, lại tháo Lý Huệ Tử ra, đặt họ ở cạnh hắn, hắn giỏng tai lắng nghe,
từ tiếng bước chân có thể nghe ra, có bốn người đang bọc đánh về phía hắn. Trương Dương lấy ra trái lưu đạn cuối cùng rồi ném đi, nhân sự yểm hộ của vụ nổ, hắn từ chỗ nấp lao ra, dùng tốc độ bất khả tư nghị xông tới trước mặt bốn binh sĩ đặc chủng, tay đấm chân đá, trong nháy mắt đã đánh ngã bốn người, cởi áo phòng hộ trên người đối phương xuống, tháo mặt nạ phòng độc của họ ra. Chỗ tốt lớn nhất của chiếc mặt nạ này là có thiết bị cung cấp dưỡng khí độc lập, đồng thời cung cấp oxy cho người sử dụng và cũng có thể giúp người sử dụng có thể cách ly với bên ngoài. Trương Dương đeo mặt nạ lên cho Lệ Phù, rồi mới giải thoát cho cô ta khỏi cảnh giới quy tức. Lệ Phù mở mặt ra thì phát hiện mình vẫn chưa chết, nhìn đặc chủng binh của anh nằm ngổn ngang cách đó không xa mới hiểu đã xảy ra chuyện gì. Trương Dương nói, mặc áo phòng hộ vào, chúng ta trước tiên chạy đã rồi hắn nói. Lệ Phù gật đầu, cô ta nhận lấy áo phòng hộ trong tay Trương Dương rồi mặc lên, cúi đầu ho khan một tiếng, có thể cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình đã bắt đầu tăng cao. So với Trương Dương, cô ta biết rõ BFII đáng sợ như thế nào, cô ta không muốn mình trở thành người gieo rắc bệnh độc. Trương Dương cũng mặc áo phòng hộ lên, nói với Lệ Phù, yên tâm, vừa rồi em và Lý Huệ Tử đều tiến vào trạng thái quy tức. Nếu như bệnh độc BFII đều thông lây lan qua đường hô hấp, vậy thì trạng thái quy tức có thể tạm thời cắt đứt đường lây lan của nó. Mặt nạ phòng độc có thể cách ly bọn em với ngoại giới, Vương Triển đã mật báo cho chính phủ Anh Quốc, người Anh muốn tiêu diệt chúng ta ở trong tàu điện ngầm, chúng ta phải lập tức đi ngay. Trương Dương sau khi mang mặt nạ lên, liền cõng Lý Huệ Tử, Lệ Phù nhặt một khẩu súng tự động lên, lúc này lại có mấy binh sĩ đặc chủng nước Anh xuyên qua tường lửa do vụ nổ ở tàu điện ngầm gây ra, tiếp tục đuổi về phía này, Lệ Phù hạ thủ không chút lưu tình, nhấn có súng, dứt khoát nhanh gọn bắn chết hai binh sĩ quân Anh. Hai người chạy về phía bến Charing, bởi vì bị cảm nhiễm bệnh độc BFF, thể lực của Lệ Phù rõ ràng bị ảnh hưởng cực lớn, trên đường không thể không nhiều lần dừng lại nghỉ ngơi. Phía trước cuối cùng cũng tới cửa ra khẩn cấp, cửa sắt đóng rất chặt, Trương Dương lấy ra kẹo cao su thuốc nổ, dính lên trên cánh cửa, hắn và Lệ Phù tránh sang một bên, theo một tiếng nổ trầm muộn, cửa bị nổ ra, rầm một tiếng rơi xuống đất, Lệ Phù dẫn đầu lao vào cửa khẩn cấp. Trương Dương chạy theo sau. Lúc đang men theo cầu thang đi lên, Lệ Phù đột nhiên dừng bước, nói nhỏ, Trương Dương, em không thể để bệnh độc lây lan ra được, nếu như hết dưỡng khí, anh phải giết em. Ánh mắt của Trương Dương vô cùng kiên định, tin anh đi, tất cả đều sẽ tốt thôi. Văn Quốc Quyền nắm chặt tay vợ, hai người bốn mắt nhìn nhau, hai bên đều nhìn ra sự lo lắng và quan tâm ở trong mắt đối phương, La Tuệ Ninh cười nói, yên tâm đi, em không sao cả, lần này may mà có Trương Dương. Văn Quốc Quyền gật đầu. Lúc này Lý Vĩ đi tới cạnh ông ta, nói nhỏ, Phó Thủ tướng Văn, tướng quân Wilson của nước Anh tới cầu kiến. Văn Quốc Quyền đứng dậy, nói, mời họ tới phòng khách đợi tôi. Mục đích đến đây tìm Văn Quốc Quyền của Wilson chính là để thông báo chuyện ở bến tàu điện ngầm Charing. Sau mấy câu khách sáo, y chuyển đề tài sang chuyện này, Thủ tướng các hạ, chúng tôi nhận được tình báo đáng tin cậy, có ba người Trung Quốc ở bên trong tàu điện ngầm ở bến Charing. Bọn họ đều bị nhiễm bệnh độc BFII, để phòng ngừa bệnh tộc khoách tán, chúng tôi phải áp dụng biện pháp khẩn cấp, hy vọng quý quốc có thể hiểu cho. Văn Quốc Quyền ngây ra, ông ta nói khẽ, bệnh độc BFII. Wilson nói, Thủ tướng các hạ, căn cứ vào tin tức hiện tại mà chúng tôi nắm được, trong đó có hai người có thể là nhân viên tình báo của quý quốc. Văn Quốc Quyền ngắt lời lắc đầu, nói tướng quân Wilson, tôi nghĩ là ngài lầm rồi. Chính phủ Trung Quốc chúng tôi trước giờ phản đối bất kỳ hành động gián điệp làm hại tới sự an toàn của quốc gia khác, và can thiệp vào chủ quyền của quốc gia khác. Hy vọng ngôn luận của ngài chỉ có thể đại biểu cho chính ngài, nếu không tôi sẽ đề xuất kháng nghị với chính phủ quý quốc. Wilson không ngờ phản ứng của Văn Quốc Quyền lại kiên quyết như vậy, y tuy nắm được một số tình huống, nhưng quả thực là không có chứng cứ chứng minh rằng người bị nhiễm bệnh độc BFII là đặc công Trung Quốc. Y chỉ là một quân nhân. Trên vấn đề xử lý quan hệ quốc tế còn xa mới bằng được Văn Quốc Quyền. Wilson có chút xấu hổ, nói, xin lỗi, tôi chỉ đại biểu quan điểm cá nhân. Văn Quốc Quyền hờ hững nói, tôi biết Anh Quốc cũng giống như Trung Quốc chúng tôi, đều là quốc gia cho phép tự do ngôn luận, nhưng có một số lời không thể tùy tiện nói bừa, đặc biệt là chuyện liên quan quan hệ giữa hai nước, nhanh mồm nhanh miệng và ăn nói linh tinh là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, không khéo sẽ làm thương hại tới quan hệ quốc tế. Nói tới đây ông ta lại chuyển đề tài, tôi còn cho rằng lần này tướng quân Wilson đến đây là để giải thích về chuyện ở bệnh viện St. John, thì ra không phải là vậy. Lời nói của ông ta trong mềm có cứng, ý đang uy hiếp Wilson, tôi còn chưa tìm chính phủ Anh Quốc các ông gây phiền phức, các ông không ngờ lại tự tìm đến cửa.
Wilson mặt đỏ bừng, biết rằng tiếp tục nói nữa rõ ràng là không sáng suốt, y đứng dậy cáo từ. Sau khi Wilson đi, Văn Quốc Quyền nói với Lý Vĩ, lập tức liên hệ với Cục Quốc An, làm rõ chuyện ở bên tàu Charing. La Tuệ Ninh từ bên trong bước ra, mặt đầy vẻ lo lắng nói, Quốc Quyền, chuyện này liệu có liên quan tới Trương Dương không? Văn Quốc Quyền nói nhỏ, bất kể là chuyện này có liên quan tới ai, thì cũng chỉ có thể dựa vào bản thân người đó thôi. Chính phủ không tiện ra mặt. Lý Vĩ rất nhanh liền quay lại, gã bẩm báo với Văn Quốc Quyền, trước khi bến tàu điện ngầm Charing bị phong tỏa, Trương Dương đã tiến vào tàu điện ngầm, cục 10 của Quốc An biết chuyện này, bọn họ vừa liên hệ với một tình báo viên tên là Lưu Khải, chứng thực bên trong tàu điện ngầm còn có một tình báo viên của cục 10 có bí danh là Dạ Oanh, cô ta bị tiêm bệnh độc BFII, mục đích mà Trương Dương tới bến tàu điện ngầm chính là để cứu cô ta. Văn Quốc Quyền nhíu mày, nói nhỏ, Trương Dương cũng là nhân viên của Quốc An ư. Lý Vĩ lắc đầu, nói, phía Quốc An không đưa ra câu trả lời chính xác. Phía Quốc An định làm gì? Lý Vĩ nhìn La Tuệ Ninh, giọng nói trầm thấp, bảo thí tốt. Ánh mắt của Văn Quốc Quyền rõ ràng là hơi rúng động, thí tốt giữ soái, bất kể là đặc công Quốc An vì cái gì thì dưới tình huống hiện tại cũng chỉ có thể hy sinh nhân viên, giữ gìn lợi ích quốc gia, lựa chọn của phía Cục Quốc An không nghi ngờ gì nữa là vô cùng chính xác. Nhưng La Tuệ Ninh không nghĩ vậy, bà ta giận dữ nói, không được, Trương Dương còn ở bên trong, chúng ta phải cứu nó. Văn Quốc Quyền thở dài, hiện tại bộ đội đặc chủng của Anh Quốc đã bao vây bến tàu điện ngầm trùng trùng rồi, bọn họ làm vậy là để đề phòng bệnh độc BFII khoách tán. La Tuệ Ninh lớn tiếng nói, chẳng lẽ những gì mà chúng ta có thể làm chỉ là cầu khẩn thôi ư? Văn Quốc Quyền không nói gì, ánh mắt của ông ta nhìn về bên ngoài cửa sổ bị sương mù bao phủ. La Tuệ Ninh lắc đầu, quay người bước vào trong phòng. Văn Quốc Quyền đánh mắt ra hiệu cho Lý Vĩ. Ám chỉ gã phải bảo hộ phu nhân một bước cũng không rời. La Tuệ Ninh ngồi trên salon, nhìn Lý Vị ở ngay bên cạnh, có chút đau khổ cắn môi, nói Trương Dương bất chấp nguy hiểm tới tính mạng để cứu tôi thoát khỏi hiểm cảnh, mà tôi chỉ biết trơ mắt nhìn nó rơi vào khốn cảnh, tôi là mẹ nuôi của nó. Nếu như nó thật sự xảy ra chuyện, tôi cả đời này không thể nào sống yên. Lý Vị nói, Trương Dương không phải là người bình thường, tôi tin anh ấy có năng lực đào sinh. La Tuệ Ninh nói, thật sự có thể thoát được ư. Binh sĩ của đặc chủng Anh Quốc đã bao vây cả bến tàu điện ngầm rồi, nó cho dù có bản sự hơn nữa thì một mình làm sao có thể chạy thoát khỏi đó. Bà ta ngẩng đầu lên, Lý Vĩ, Trương Dương không những là ân nhân cứu mạng của tôi, nó cũng đã cứu cậu, tôi biết lợi ích quốc gia cao hơn tất cả, nhưng trong lòng chúng ta còn có tình thân và tình bạn, chưa tới thời khắc cuối cùng, chúng ta không thể vứt bỏ hy vọng. Lý Vĩ gật đầu, nói, phu nhân, tôi hiểu rồi. Lợi dụng mẩu kẹo cao su có thuốc nổ cuối cùng để mở một cánh cửa sắt, Trương Dương và Lệ Phù đi tới cửa ra ngập trong khói bụi, một cỗ gió lạnh ùa vào mặt, bên ngoài không có tung tích của binh sĩ đặc chủng. Ánh mắt của Trương Dương nhìn xuống dưới, bên dưới con đập là nước sông đang chảy xiết, hắn vươn tay ra dắt Lệ Phù, dụng lực lắc mạnh một cái, sau đó nói nhỏ, nhảy. Hai người đồng thời nhảy xuống mặt nước ở bên dưới. Khi binh sĩ đặc chủng nước Anh đuổi theo họ tới đây thì họ đã thuận theo dòng nước bơi xuống hạ du. Bóng đêm đã phủ xuống, để phòng ngừa bệnh độc BFII khoách tán, bộ đội đặc chủng Anh Quốc tiến vào trạng thái giới bị cấp 1, 8 chiếc trực thăng vây quay dòng sông triển khai tìm kiếm. Trương Dương và Lệ Phù lúc này đã ôm lấy nhau dựa vào bên dưới sông Andorra, ngồi bên trên trụ cầu cao cao, nghe tiếng còi hơi của cano, nhìn trực thăng thỉnh thoảng lại lướt qua trên trời, trên mặt hai người đều lộ ra nụ cười ảm đạm. Tinh thần của Lệ Phù biến thành càng lúc càng kém, cô ta dựa đầu vào vai Trương Dương. Cả trọng lượng của cơ thể đều đè lên người hắn, Trương Dương ôm lấy Lý Huệ Tử, nhìn khuôn mặt trắng bệch của cô bé, nói nhỏ còn một tiếng nữa thì phải giải trừ trạng thái quy tức cho nó rồi. Lệ Phù nói nho, nếu như em có thể sống tiếp, em sẽ dụng cả quãng đời còn lại để yêu anh. Khi nói ra câu này, trong con mắt màu lam của Lệ Phù đã lấp lánh ánh lệ. Trương Dương nhìn con mắt đẹp ở phía sau mặt nạ của cô ta, vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt lên đỉnh đầu cô ta một cái, nơi này rất an toàn. Bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không phát hiện được đâu. Lệ Phù nói, anh muốn đi à? Trương Dương gật đầu, anh phải đi tìm muỗi, anh phải đi tìm giải dược của BFII, anh muốn giúp em được khỏe mạnh mà sống tiếp. Lệ Phù nuốt lệ gật đầu. Trương Dương tháo mặt nạ phòng độc và thiết bị cung cấp dưỡng khí ra, lại đặt súng tự động ở bên cạnh Lệ Phù, nói, trong 2 tiếng nữa anh nhất định sẽ về. Lệ Phù thâm tình nói, em đợi anh.
Mũi đợi chờ trong bất an, phía cục 10 đã liên lạc với gã, bảo gã đợi ở bãi xe phế thải, công tác chủ yếu của gã ở London chính là phụ trách thu thập tình báo, tư liệu và cung cấp trang bị, vũ khí, thượng ty của gã là Dạ Oanh, từ sau khi tới châu Âu, thượng tầng của cục 10 lần đầu tiên chủ động liên lạc với gã. Lúc bóng đêm phủ xuống, mũi nhìn thấy ở đằng xa có đèn sáng lên. Một chiếc xe Jaguar màu đen lái về phía hắn, mũi đưa tay lên che mắt, dùng cách này để giảm bớt sự kích thích của đèn xe đối với mắt. Gã nhìn thấy hai bóng người cao to xuống xe, bước về phía gã, một người trong đó lớn tiếng nói, lão đệ, mấy giờ rồi? Mũi nhìn đồng hồ, 12 giờ 11 phút, hắn là trả lời giờ Bắc Kinh, đây là ám hiệu. Hắn tươi cười bước về phía họ, các anh sao giờ mới tới? Sắc mặt của mũi đột nhiên biến đổi, gã nhìn thấy một người trong đó giơ súng lên, mũi ngây ra đó, các anh muốn giết tôi. Xin lỗi. Đúng vào sát na người đó đang định nhấn cò súng thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói lạnh lùng ở phía sau vang lên, bỏ vũ khí xuống. Lý Vĩ vào thời khắc quan kiện xuất hiện ở phía sau họ, hai nam tử bất lực giơ tay lên, Lý Vĩ lao lên trước, liên tục đánh ngã họ. Mũi trong khoảng thời gian ngắn trải qua quá trình từ chết tới sống. Cả người đứng ngây đơ ra đó. Lý Vĩ nói, lên xe. Mũi theo Lý Vĩ lên xe, lúc này mới thở hắt ra như vừa tỉnh mộng, anh là ai? Anh vì sao muốn cứu tôi? Lý Vĩ nói nhỏ, ở cục 10 của các anh có bạn của thôi, tôi biết có người muốn che giấu sai lầm của mình, cho nên quyết định trừ khử anh đừng có hỏi tôi là ai, chỉ cần giúp tôi tìm Trương Dương thôi. Mũi nói, anh ta tới bến tàu điện ngầm, tôi không biết liên hệ với anh ta như thế nào. Di động của gã đột nhiên đổ chuông, là Trương Dương gọi tới, mũi nhìn Lý Vĩ ở bên cạnh, gã không thể xác định người ở trước mặt liệu có gây bất lợi cho Trương Dương hay không. Lý Vĩ giật lấy điện thoại, Trương Dương à. Trương Dương đứng trong bốt điện thoại công công hơi ngây người, hắn rất nhanh liền nghe ra là giọng của Lý Vĩ, liền nói khẽ, là tôi, anh sao lại đi cùng với mũi thế. Lý Vĩ nói, tình cảnh của anh hiện tại rất nguy hiểm, có người mật báo cho chính phủ Anh Quốc. Nói rằng mấy người các anh bị nhiễm bệnh động BFII. Anh ở đâu? Tôi tới giúp anh. Trương Dương chán nản nói, anh có thể cung cấp giải dược của bệnh động BFII không? Giúp tôi ư? Giúp thế nào đây? Qua bốt điện thoại công cộng hắn không ngừng quan sát tình huống ở xung quanh, bên ngoài đã đổ mưa nhỏ, người đi đường mở ô vội vàng đi qua đường. Lý Vĩ nói, Trương Dương, phu nhân rất lo cho anh, chuyện này dừng ở đây thôi, anh không thể nào thay đổi được đâu. Trương Dương nói khẽ, thay tôi hỏi thăm bà ấy, tôi là người cố chấp. Nói xong hắn gác điện thoại. Lý Vĩ có chút buồn bã nhìn chiếc điện thoại ở trong tay, mũi thở dài, nói, anh thật sự muốn giúp anh ấy thì giúp tìm giải dược của bệnh độc BFII đi. Lý Vĩ nói, phối phương của loại bệnh độc đó thuộc cơ mật cao độ, phía tôi không nắm giữ được. Trương Dương vừa định đi ra khỏi bốt điện thoại thì lại nhớ tới một chuyện, vội vàng gọi điện thoại cho Lý Long. Đã đến lúc nói cho Lý Long biết nơi hạ lạc của Lý Huệ Tử, con trai hắn rồi. Giọng nói của Lý Long vô cùng hư nhược, hắn nói đứt quãng, Trương Dương. Anh đang ở đâu? Trương Dương nói, tôi tìm thấy con gái của anh rồi. Thật ư, Lý Long tràn ngập kinh hỉ hỏi lại. Trương Dương ừ một tiếng, hắn do dự một chút rồi quyết định không nói hiện trạng của Lý Huệ Tử cho Lý Long. Lý Long nói với tôi nó đang ở đâu đi, tôi muốn gặp nó. Tôi sẽ đến gặp anh đây. Giọng nói của hắn bởi vì kích động mà có chút run rẩy. Trương Dương nói, anh yên tâm đi, nó đang ở một nơi rất an toàn, tôi rất nhanh sẽ dẫn nó về bên cạnh anh. Lý Long nói, tôi có một tin tức tốt muốn nói cho anh, Josephine. Nữ nhân của Vương Triển, tôi bắt được ả rồi. Trương Dương cơ hồ là không thể tin được vào tai mình, Lý Long không ngờ lại bắt được Josephine. Nhân sinh quả nhiên tràn đầy các loại gặp gỡ và trùng hợp. Đúng vào lúc Trương Dương đang hết đường xoay sở thì hắn lại cảm thấy được hy vọng nơi cuối chân trời. À ở đâu? Bị tôi nhốt ở trong nhà máy sửa chữa ống nước sâu hâu, thủ hạ của tôi đang canh chừng à. Trương Dương, mau dẫn con gái tôi về gặp tôi. Trương Dương cố gắng áp chế sự kích động ở trong lòng, Josephine không nghi ngờ gì nữa chính là mấu chốt để có được giải dược, chỉ có ả mới có thể liên lạc được với Vương Triển, hắn kể lại tình huống của Lý Huệ Tử lại cho Lý Long. Sau đó cùng Lý Long hẹn địa điểm, bảo Lý Long dẫn Josephine tới chỗ mình. Nửa tiếng sau, Lý Long dẫn con gái lái một chiếc xe thương vụ cũ nát tới nơi mà Trương Dương đã ước định, Lý Long nằm ở cáng trong xe, chuyện đầu tiên sau khi hắn tỉnh dậy chính là dẫn thủ hạ đi khắp nơi tìm tung tích của con gái, không ngờ chưa tìm thấy Lý Huệ Tử thì lạng quạng thế nào tóm được Josephine,
Lý Long biết rằng sự mất tích của con gái có liên quan mật thiết tới Vương Triển, cho nên hắn bảo thụ hạ bắt Josephine lại. Trương Dương lên xe thương vụ, đóng cửa lại, Lý Long vội vàng hỏi, con gái tôi đâu? Trương Dương không nói gì, tự tay cởi khăn che mắt của Josephine, sau đó lấy rẻ bịt miệng ra cho ả, lạnh lùng hỏi, Josephine, chúng ta lại gặp nhau rồi. Josephine phẫn nộ trừng mắt lườm Trương Dương. Trương Dương nói với Lý Long, hỏi ả Vương Triển đang ở đâu, bảo ả liên lạc với Vương Triển. Lý Long phiên dịch lại. Josephine cười lạnh, nói, đừng có nằm mơ. Con gái mày và Dạ Oanh đều bị chúng bệnh độc BFII, bọn chúng chỉ có một con đường chết thôi. Lý Long vung tay tát cho Josephine một cái, làm động tới vết thương ở đù, đau đến nỗi suýt nữa thì hôn mê. Trương Dương nói, Josephine, tôi có rất nhiều loại phương pháp để giày vò cô đó. Hắn vươn tay ra điểm huyệt Josephine, hành động thắng hùng biện, Josephine lập tức được nếm mùi cả người như có trăm vạn con kiến răng cắn nuốt, ả ta lăn lộn trên sàn xe. Trương Dương lạnh lùng nói, tôi không có thời gian, cũng không có tính kiên nhẫn đâu, bây giờ gọi ngay cho Vương Triển, lấy giải dược của bệnh động BFII cho tôi sẽ thả cô đi. Vương Triển nhận được điện thoại của Trương Dương, có chút kinh ngạc, hắn đã thật sự thể hội được sự lợi hại của thằng ôn này, dưới dạng tình huống này, Trương Dương không ngờ còn có thể mang theo hai người bị nhiễm bệnh độc BFII ung dung rời đi. Điều thật sự khiến Vương Triển cảm thán là chuyện của Josephine. Nếu như nói chuyện của Trương Dương thì còn có thể dùng năng lực của hắn để giải thích, vậy thì chuyện Josephine bị bắt căn bản chính là vận khí cho phép, thành phố London lớn như vậy, Josephine sao lại xui xẻo đến thế, không ngờ lại lọt vào trong tay của Trương Dương. Vương Triển phát hiện Trương Dương không những hữu dũng hữu mưu, hơn nữa vận khí còn rất tốt. Đưa giải dược của BFII cho tao, tao sẽ thả Josephine. Ngữ khí của Trương Dương không có gì phải nghi ngờ. Vương Triển cười ha ha, thằng nhóc, tao thật sự là bội phục đầu óc của mày đó, mày cho rằng trên thế giới này tất cả đều quan tâm tới tính mạng của nữ nhân giống như mày ư. Mày có thể dùng một nữ nhân để ép tao ư, nằm mơ. Trương Dương nói, mày có thể không bận tâm tới tính mạng của ả, nhưng đừng quên, tao đã có thể thông qua ả để liên hệ với mày, vậy thì có thể từ trong miệng ả hỏi ra rất nhiều chuyện liên quan tới mày, liên quan tới tổ chức của mày. Vương Triển, mày làm gì thì tao không có hứng thú muốn biết. Nhưng tao không thể tha thứ cho người khác thương hại người ở bên cạnh tao, nếu như Dạ Oanh xảy ra chuyện, tao sẽ khiến mày phải trả một cái giá rất lớn. Tao sẽ lợi dụng tất cả thủ đoạn để tìm tất cả những người, những việc liên quan tới mày, chỉ cần tao còn một hơi thở, tao sẽ khiến cho mày vĩnh viễn không được yên thân. Vương Thông trầm mặc, có một câu Trương Dương không hề khoa trương, hắn đã có thể bức Josephine liên hệ với mình, chắc rằng hắn cũng có biện pháp khiến Josephine khai ra rất nhiều chuyện liên quan tới tổ chức. Nhận thức về Trương Dương càng sâu, Vương Triển càng lúc càng cảm thấy dây vào một đối thủ như thế này là một chuyện không hề sáng suốt. Gã nói, muộn rồi, cho dù tao cho mày huyết thanh thì mày cũng không cứu được họ đâu. Đó là chuyện của tao. Có lẽ mày cũng bị lây nhiễm rồi. Trương Dương cười lạnh, nói, mày đánh giá cao bản thân và cũng đánh giá cao năng lượng của bệnh độc BFII quá rồi đó. Trương Đại Quan Nhân rất có lòng tin đối với thuật quy tức của mình. Hắn không phải là hạng máu nóng sộc lên đầu rồi bất chấp tất cả, chỉ cần cắt được con đường truyền nhiễm qua đường hô hấp, mình chắc sẽ không bị cảm nhiễm loại bệnh độc này. Vương Triển nói, được, giao Josephine lại cho tao, tao sẽ cho mày huyết thanh kháng bệnh độc. Trương Dương nói, một lời đã định. Vương Triển nói, sau 15 phút nữa, mày đưa Josephine tới quảng trường Andes, tao tự nhiên sẽ sai người đưa giải dược tới tay mày. Trương Dương đưa Josephine tới địa điểm đã chỉ định. Vương Triển cũng sai người giao huyết thanh kháng bệnh độc cho Trương Dương, trong chuyện này gã không dở thủ đoạn gì cả. Vương Triển đứng ở trên mái nhà ở đằng xa, lợi dụng kính viễn vọng quan sát tình cảnh giao dịch. Gã tỉ mỉ quan sát Trương Dương, tựa hồ như muốn nhớ kỹ mỗi một đường nét ở trên mặt Trương Dương. Mục đích lợi dụng phản quân của Ái Nhĩ Lan chế tạo mâu thuẫn khẩn trương giữa Trung Anh đã không đạt được, âm mưu mà Vương Triển trù hoạch từ lâu đã hoàn toàn thất bại. Người mà gã hận nhất chính là Trương Dương. Nhưng biểu hiện của Trương Dương lại khiến gã vô cùng bất an, Trương Dương không phải là mục tiêu của gã chỉ vô ý dây dưa với thằng ôn khó chơi này mà thôi, người mà một quả bom mạnh nổ không chết, trên người thằng ôn này có quá nhiều điều thần bí. Trương Dương nhận được huyết thanh kháng bệnh độc, nhanh chóng nhảy lên xe thương vụ. Lý Long một mực đều đang khổ sở chống đỡ, nếu như không phải là quan tâm tới an nguy của con gái, hắn căn bản không thể nào kiên trì được tới hiện tại. Giọng nói của Lý Long rất hư nhược, bọn chúng liệu có lừa chúng ta không? Trương Dương nói, thời gian không còn nhiều nữa rồi,
tôi chỉ có thể lựa chọn tin hắn thôi. Nếu như hắn lừa anh, Lý Long cơ hồ là không dám nghĩ. Trương Dương nói, mục tiêu của Vương Triển không phải là tôi, cũng không phải là con gái anh và Dạ Oanh, gã biết cân nhắc lợi hại. Con gái tôi đang ở đâu? Cầu Andorra. Lệ Phù nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trắng bệch của Lý Huệ Tự, mưa đêm lạnh lẽo không ngừng phất lên người, lên mặt họ, trong bầu trời đêm, dưới mặt sông trực thăng và tàu tuần tra của quân phương Anh quốc vẫn không ngừng tìm kiếm, vị trí của bọn họ là điểm mù, trực thăng bay qua đầu rất nhiều lần nhưng vẫn không phát hiện được tung tích của họ. Lệ Phù nhìn thời gian, cách thời gian giải trừ trạng thái quy tức cho Lý Huệ Tử chỉ còn không tới 5 phút nữa, dưỡng khí của cô ta cũng còn lại không nhiều, nếu như Trương Dương không thể tìm thấy huyết thanh, vậy thì bọn họ đừng mơ được nhìn thấy ánh dương của ngày mai. Trong tay Lệ Phù nắm chặt một quả lựu đạn, cô ta lặng lẽ tính toán thời gian, tùy thời chuẩn bị kéo chốt lực đạn. Vào thời khắc cuối cùng, trước mắt hiện lên khuôn mặt tươi cười của Trương Dương, Lệ Phù trước giờ luôn kiên cường mà sống mũi vẫn không khỏi cay xè, hai hàng nước mắt trong suốt thuận theo gò má chảy xuống, cô ta dùng mu bàn tay lau nước mắt, khẽ nói, vĩnh biệt anh, Trương Dương. Một bàn tay to lớn từ sau người cô ta thò ra, cướp lấy trái lựu đạn, Trương Dương vào thời khắc cuối cùng đã quay về bên cạnh cô ta. Lệ Phù không nén nổi tình cảm trong lòng, lao vào lòng Trương Dương. Do quá dùng sức khiến cho Trương Đại Quan Nhân suýt nữa thì ngã xuống mặt nước. Hắn vỗ bờ vai thơm của Lệ Phù, ôn nhu nói, ngoan, anh không thể lấy oán trả ơn được mà. Miệng hắn thì nói nghe rất dễ dàng, nhưng trong lòng thì lại không dám chậm trễ chút nào, lấy huyết thanh vừa có được ra, trước sau tiêm vào cho Lý Huệ Tử và Lệ Phù. Trương Dương không thể xác định huyết thanh lấy được từ chỗ Vương Triển có hữu hiệu hay không. Chương 293, Trung Quốc đặc sắc. Lệ Phù đối với cái này thì tinh thông hơn hắn nhiều, cô ta từ thùng lạnh đựng huyết thanh tìm ra một cái máy kiểm tra, trích ra một ít máu trên đầu ngón tay của mình, từ sự biến ảo của màu máu đã nhìn ra huyết thanh kháng độc chắc là thật. Sao? Trương Dương quan tâm hỏi. Lệ Phù nói, huyết thanh hữu hiệu, sau 5 phút bệnh độc ở trong cơ thể chúng em có thể được khống chế, không còn tính truyền nhiễm nữa. Cô ta có chút kỳ quái, Vương Triển lần này vì sao lại phối hợp như vậy, chẳng lẽ Josephine đối với hắn thật sự rất quan trọng ư? Sau khi huyết thanh có tác dụng, Trương Dương liền giải trừ trạng thái quy tức cho Lý Huệ Tử, cô bé từ từ tỉnh dậy, đôi mắt to đen láy như bảo thạch chớp chớp, trong mắt đầy vẻ sợ hãi và mê hoặc nhìn Trương Dương, có điều rất nhanh liền thấy Lệ Phù, kinh hỉ nói, chị Lệ Phù. Lệ Phù tháo mặt nạ phòng độc ra, ôm lấy Lý Huệ Tử rồi an ủi cô bé, đừng sợ, tất cả đều đã qua rồi. Trương Dương nói, nơi này không an toàn đâu, chúng ta rời đi đã rồi hắn nói. Hắn ôm lấy Lý Huệ Tử, cùng Lệ Phù từ trụ cầu bò lên trên, lên tới cầu, bên trên sớm đã có xe thương vụ đứng chờ. Lý Huệ Tử nhìn thấy ba ba, khóc lóc chạy tới, Lý Long tuy đã mất đi một chân, nhưng nhìn thấy con gái bình an vô sự thì trong lòng cũng cảm thấy vô cùng an ủi. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng còi cảnh sát, hành động của Trương Dương và Lệ Phù dã dẫn tới sự chú ý của quân phương Anh quốc, bọn họ vè trèo lên xe thương vụ thì bị nhìn thấy. Lý Long tuy ở trên phố người Hoa là hạng hô phong hoán vũ, nhưng gặp phải loại chuyện này thì cũng đành thúc thủ vô sách, hắn nhìn Trương Dương với ánh mắt cầu trợ. Trương Dương nhanh chóng bấm điện thoại của muỗi, người nhận điện thoại vẫn là Lý Vĩ, gã và Văn Tử đang ở cùng nhau đợi tin tức của Trương Dương, Trương Dương nói nhỏ tôi cần sự giúp đỡ của anh. Người anh đã phát hiện được chúng tôi rồi. Lý Vĩ hỏi địa điểm của Trương Dương, nói nhỏ, anh cứ lái tới đường Queen, tôi sẽ tiếp ứng anh. Đặt điện thoại xuống, gã bước ra khỏi xe, muỗi đi theo sau gã hỏi, anh định làm gì? Lý Vĩ lạnh lùng nói, lòng hiếu kỳ của cậu nặng quá đó. Gã đi tới một chiếc xe trọng tải ở phía trước, một quyền đấm vỡ cửa kính, từ bên trong kéo cửa ra, mỉm cười nói, tôi tới kiểm duyệt tố chất của đám quân nhân Anh quốc một chút. Bọn Trương Dương án chiếu theo lộ tuyến mà Lý Vĩ đã nói mà lái xe, tính năng của chiếc xe thương vụ này thực sự không dám khen tặng, hai chiếc xe Jeep quân dụng đã một trái một phải giáp kích, Lý Long ngồi bên trong, một tay ôm con gái, nghiến răng nghiến lợi nói, đâm chúng. Đâm chết mẹ bọn chó đó đi, nói xong câu này lại nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của con gái, hắn vội vàng phì một tiếng, cười bồi nói, con gái, ba nói sai rồi. Lái xe điều khiến tay lái tả xung hữu đột. Liên tiếp va chạm với hai chiếc xe quân dụng, bên trong xe Jeep quân dụng phát ra tiếng còi cảnh báo. Trương Dương nói, mặc kệ nó, tiếp tục lái về phía trước. Phía trước có hai chiếc xe tải quân dụng lao về phía họ, đường phía trước đã bị chặn, lái xe trợn trừng mắt lên, phát ra tiếng hét sợ hãi,
Lệ Phù xông tới, lớn tiếng nói, đạp hết ga đi. Cô ta dùng sức kéo tay lái, thân xe thương vụ dưới lực kéo cường đại hơn nghiền đi, chỉ có hai chiếc bánh xe bên trái là chạm đất, chui qua khe hở giữa hai chiếc xe tải. Người xui xẻo nhất là Lý Long, hắn từ bên này của thân xe ngã sang bên kia, vết thương trên chân bị chạm, đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng. Lúc xe thương vụ xông qua phong tỏa, bốn bánh lại hạ xuống đất, phía trước đã là đường Queen, Trương Dương nhận được điện thoại của Muỗi, đến phố đầu tiên thì rẽ trái. Trương Dương lập tức hạ mệnh lệnh, xe thương vụ sắp lái tới con phố đầu tiên, lái xe quạt tay lái, thân xe quành một góc gần 90 độ, Lý Long lại từ bên này lăn sang bên kia. Hắn thở hổn hển, mắng, a hổ, con mẹ nhà mày. A, xin lỗi con gái, cha không nhịn được nên lại chửi bậy mất rồi. Ba chiếc xe Jeep của quân anh giống như là bóng theo hình, bọn họ cũng sắp lái tới đầu phố, một chiếc xe tải chậm rãi lái tới, cản bọn họ lại. Lý Vĩ bật đèn xin dừng, sau đó lạnh lùng cầm điện thoại lên, ấn một dãy số rồi cung kính nói, phu nhân, bọn họ còn 3 phút nữa sẽ tới nơi. Xe thương vụ men theo đường một mực lái về phía trước. Trên đầu truyền tới tiếng cánh quạt của trực thăng, quân bộ của anh Hạ Thiên La địa võng, bọn họ lần này muốn một mẻ lưới bắt tất cả mọi người. Trương Dương và Lệ Phù nhìn nhau, bọn họ đều nhìn ra vẻ lo lắng trong mắt đối phương, muốn thoát khỏi quân phương Anh quốc là điều không có khả năng. Lý Vĩ lúc này gọi điện thoại tới, phu nhân đang ở phía trước đợi anh đấy. Xe thương vụ cuối cùng cũng lái ra khỏi con phố này, ở cuối phố có 3 chiếc xe màu đen đang đỗ, là Tuệ Ninh mặc áo gió màu đen. Dưới sự đi cùng của hai bảo vệ đứng ở đó, mặt mỉm cười. Nhìn thấy nụ cười của La Tuệ Ninh, trong lòng Trương Dương nảy sinh cảm xúc ấm áp dị thường, hắn đẩy xe nhảy xuống, mẹ nuôi. La Tuệ Ninh gật đầu, lên xe đi. Tất cả mọi người nhảy lên xe sứ quán của Trung Quốc, trực thăng Anh quốc phụ trách theo dõi rõ ràng phát hiện ra điểm này, bọn họ không dám tự tiện hành động, vừa theo 3 chiếc xe vừa báo cáo tình huống tiến triển cho cấp trên. Phản ứng của cao tầng Anh quốc là tạm thời án binh bất động, yên lặng chờ biến. 3 chiếc xe an toàn lái vào trong đại sứ quán Trung Quốc. Không lâu sau, Wilson tướng quân lại tới bái phỏng phó thủ tướng Văn Quốc Quyền của phía Trung Quốc. Văn Quốc Quyền trước khi tiếp kiến Wilson đã nắm rõ được toàn bộ sự việc, ông ta vẫn biểu hiện rất lễ mạo, nghe Wilson kể lại toàn bộ sự việc, sau đó mới bình tĩnh nói, tướng quân Wilson. Ngài nói rằng mấy người bị nhiễm bệnh độc bi lúc trước đang ở Đại sứ quan Trung Quốc ư. Wilson cố gắng nắm chắc ngôn ngữ ngoại giao, tôi chỉ hoài nghi thôi. Văn Quốc Quyền cười ha ha, nói, hoài nghi. Nếu như sự hoài nghi của ngài được chứng thực, quý phương liệu có đóng cửa Đại sứ quán Trung Quốc không? Wilson không nói gì, rõ ràng là đồng ý với cách nói của Văn Quốc Quyền. Văn Quốc Quyền nói, tôi thực sự không hiểu nổi hành động của quý quốc. Chuyện này tôi thả tin chỉ là một sự hiểu lầm chứ không hy vọng là hành vi của bất kỳ mục đích gì. Wilson nói, tôi nghĩ không cần phải báo cho Thủ tướng các hạ về tính nghiêm trọng của bệnh độc BFII chứ. Không cần, Văn Quốc Quyền lớn tiếng nói, ông đột nhiên đứng dậy, tư liệu cơ mật của bệnh độc BFII tôi đã nắm rõ, Wilson tướng quân đã có nhiều suy đoán như vậy, vậy thì tôi cũng đoán một lần, tôi nghe nói người nghiên cứu chế tạo bệnh độc bi trước tiên là quý quốc, nếu như chuyện này là thật. Quý quốc nên tiết lộ về bệnh độc và chịu trách nhiệm bất kỳ hậu quả nào mà nó dẫn tới. Công dân nước tôi có bất kỳ ai không cẩn thận nhiễm bệnh độc BFII, đều có quyền hướng tới chính phủ quý quốc truy cứu và đòi bồi thường. Thủ tướng các hạ, tôi nghĩ là ngài đã hiểu lầm ý của tôi rồi, vì sự an toàn của người dân, không chỉ là Anh quốc mà cũng là vì sự an toàn của công dân quý quốc, chúng ta nên liên thủ khống chế chuyện này. Văn Quốc Quyền lạnh lùng nhìn Wilson tướng quân có thể nói rõ hơn một chút không? Wilson nói, xin Thủ tướng các hạ cho phép chúng tôi tiến hành kiểm tra toàn diện đại sứ quán. Văn Quốc Quyền lắc đầu, nói, ngài đang nói đùa với tôi đấy ư. Nếu như là ở trên đất Trung Quốc, chúng tôi cũng làm chuyện tương tự với Đại sứ quán Anh quốc, ngài liệu có đồng ý không? Wilson nói, Thủ tướng các hạ, phía tôi tuyệt không cho phép bệnh độc BFII bị khoách tán. Đó là vấn đề của các ông. Wilson không ngờ thái độ của Văn Quốc Quyền lại cường ngạnh như vậy. Y không thể không nhượng bộ, nói, Thủ tướng các hạ, tôi không phải là nói là để quân phương gia nhập, mà là muốn kiểm tra thân thể của tất cả nhân viên sứ quán. Văn Quốc Quyền sao không hiểu được ý tứ của Wilson, thằng cha này nhận định rằng trong Đại sứ quán Trung Quốc khẳng định có người mang bệnh độc BFII, chuyện này nếu không thể giải quyết, khẳng định sẽ mang tới rất nhiều phiền phức về sau. Văn Quốc Quyền cuối cùng cũng gật đầu, nói, thế này đi, ngài có thể phái 2 quan viên vệ sinh tới Đại sứ quán lấy máu.
Wilson vui mừng quá đỗi. Văn Quốc Quyền lại nói, có điều, tôi có hai điều kiện. Một, lấy máu và kiểm tra phải tiến hành dưới sự giám sát toàn bộ quá trình của nhân viên phía tôi. Hai, nếu như chứng minh rằng phía tôi không có người bị lây nhiễm BFII, tôi hy vọng các ông sẽ chính thức xin lỗi phía tôi. Văn Quốc Quyền dùng từ rất cẩn thận, ông ta đã rõ chân tướng của cả chuyện này, sở dĩ dùng từ người bị lây nhiễm chứ không phải là người mang bệnh chính là đứng ở thế bất bại. Nếu như phía anh kiểm tra thấy có người từng bị nhiễm bệnh độc BFF, mình cũng có thể ăn nói được. Wilson không chút do dự gật đầu, y đã nhận định ít nhất có 3 người bị nhiễm bệnh độc BFII tiến vào Đại sứ quán Trung Quốc, án chiếu theo ước đoán của y về tốc độ lây lan của bệnh độc, hiện tại có thể tất cả nhân viên công tác của sứ quán đều bị lây nhiễm rồi. Wilson thầm cười lạnh, đợi ta tìm ra chứng cứ, xem ngươi còn gì để nói không. Kết quả kiểm tra tất nhiên phía anh trợn tròn mắt, tuy cuối cùng kiểm tra thấy có 2 người bị nhiễm bệnh độc BFII, nhưng bọn họ đều đã khỏi, người Anh Quốc hiểu rằng. Người ta khẳng định đã tiêm huyết thanh kháng bệnh độc rồi, nhưng Văn Quốc Quyền lại có cách giải thích của ông ta, bệnh độc BFII cũng chẳng có gì là lợi hại cả, trên thế giới không có gì kỳ lạ là không có, Lệ Phù và Lý Huệ Tử Thiên Sinh đã có kháng thể bệnh độc. Loại chuyện này nếu cứ tiếp tục dây dưa mãi thì cũng chẳng có ý nghĩa gì, kết quả sau cùng vẫn là người Anh chán trường nói xin lỗi rồi rời khỏi Đại sứ quán Trung Quốc. Ánh bình minh cuối cùng cũng tới, mưa phùn rơi cả đêm cũng theo đó mà ngừng lại. Trên trời không có ánh dương, cả London vẫy bị bao phủ trong màn sương mù mờ mờ. Lệ Phù cẩn thận rửa sạch vết thương cho Trương Dương, sau đó giúp hắn bôi thuốc kim sang lên da, ôn nhu nói, đau không? Trương Dương lắc lắc đầu. Lệ Phù cúi xuống hôn nhẹ một cái lên mặt Trương Dương, sau đó nhanh nhẹn né tránh trước khi Trương Dương định bắt cô ta lại, vui vẻ cười bảo, anh tuy cứu em, nhưng đừng hy vọng em lấy thân đền đáp nhé. Trương Dương cười tủm tỉm. Nói, em coi nhẹ tình cảm của anh rồi, anh làm việc trước giờ không bao giờ cần báo đáp. Lúc này có tiếng gõ cửa vang lên, chính là La Tuệ Ninh tới thăm hắn. Trương Dương mặc áo vào, mỉm cười đón La Tuệ Ninh, mẹ nuôi. Người anh nói sao? La Tuệ Ninh nói, đã giải quyết rồi, Lệ Phù và Lý Huệ Tử tuy từng bị nhiễm bệnh độc BFII, nhưng bọn họ đều không có tính truyền nhiễm, hơn nữa huyết thanh của họ cũng có kháng thể. Nói tới đây không nhịn được mà bật cười. Người Anh trong chuyện này phải ngậm bồ hòn làm ngọt, bệnh độc BFII của họ đối với chúng ta đã không còn bất kỳ uy hiếp gì nữa rồi. Trương Dương không khỏi từ đó mà nghĩ ra nhiều hơn, nếu như bệnh độc là bí mật của phía Anh, vậy Vương Triển vì sao lại có? Chẳng lẽ hắn làm thuê cho phía Anh? La Tuệ Ninh nói, Đại sứ quán đã an bài xong máy bay hôm nay rồi, 2 tiếng nữa các con có thể về nước. Đây cũng là quyết định của Văn Quốc Quyền sau khi suy nghĩ kỹ. Thân phận của Trương Dương và Lệ Phù quyết định bọn họ không thích hợp tiếp tục ở lại Anh Quốc, so với để phía Anh tra được chứng cứ rồi trục xuất họ thì thà để họ về nước trước. Trương Dương gật đầu, nói con sớm đã muốn về rồi, từ lúc con tới nơi này ngay cả một ngày trời nắng cũng không thấy, sớm biết hoàn cảnh London kém như vậy, có khênh kiệu rước con cũng không tới. La Tuệ Ninh cười khẽ một tiếng, nói cha nuôi của con nói, dạng cán bộ vô tổ chức vô kỷ luật như con phải bị xử phạt, con tốt nhất hãy chuẩn bị tâm lý đi. Trương Dương cười khổ gật đầu, hắn phát hiện mỗi lần mình ra sức vì nước thường thường đều gặp kết cục không tốt. La Tuệ Ninh đi không lâu thì mỗi dưới sự dẫn dắt của Lý Vĩ tới gặp mặt họ, Phó Thủ tướng Văn thúc giục phía Quốc An giải thích chuyện tới châu Âu lần này với ông ta, cao tầng của Quốc An cũng liên hệ với mỗi đã báo cáo hết tất cả lên trên, bởi vì chuyện lần này, nội bộ cục 10 đối diện với biến động kịch liệt, bất kể là kết quả cuối cùng như thế nào thì mỗi rõ ràng sẽ được thăng chức, chuyện này đã được cao tầng Quốc An bảo chứng. Lệ Phù về nước cũng là quyết định của cao tầng Quốc An, công tác của cô ta sẽ được sắp xếp lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mũi cười cười với Trương Dương, nói Trần Mỹ Lâm liên hệ với tôi. Trương Dương không khỏi bật cười, cô ta không sao à, giữa hai người thông đồng với nhau từ lúc nào đó. Mũi đỏ mặt, nói cô ta là tìm tôi để nghe ngóng tin tức. Anh có gặp cô ta không? Trương Dương nói, bỏ đi. Con bé đó luôn coi tôi như kẻ thù giết cha, tôi kính nhi viễn chi là tốt nhất. Mũi nói, cô ta biết không ít việc, cứ quấn quýt lấy tôi đòi gia nhập bộ môn của chúng ta. Lệ Phù cũng bật cười, được đấy, điều tra bối cảnh của cô ta đi, sau khi tôi đi, phía châu Âu khẳng định thiếu người, cậu bồi dưỡng cô ta cho tốt vào, không khỏi còn bồi dưỡng ra tình cảm nữa ấy chứ. Mũi không nói gì, trên mặt lại lộ ra mấy phần đắc ý, trong đầu thằng ôn này quả thật có ý nghĩ đó. Di động của Trương Dương đột nhiên đổ chuông, là Vương Triển gọi tới,
Nguyên nhân Vương Triển tìm Trương Dương là bởi vì Trương Dương đã lưu lại hậu thủ trên người Josephine, hiện tại Josephine rơi vào hôn mê bất tỉnh. Giọng nói của Vương Triển đầy oán khí, không ngờ mày làm người lại không giữ chữ tín như vậy. Trương Dương mỉm cười, binh bất hiếm trá mà, làm nghề như chúng ta làm gì có chữ tín mà giữ, có điều, mày yên tâm đi, tao sẽ cho mày một phương thuốc, mày chiếu theo phương thuốc của tao mà đi tìm thuốc, sau khi sắc cho ả uống, đảm bảo ả sẽ không sao đâu. Hắn sớm đã chuẩn bị phương thuốc, liền lấy ra đọc cho Vương Triển. Trước khi gác điện thoại, không quên nói tạm biệt với Vương Triển. Vương Triển, chúng ta cũng coi như là không đánh thì không quen nhau, tao sắp đi rồi nên nói một tiếng tạm biệt với mày. Vương Triển lạnh lùng nói, không tiễn. Tao thì lại muốn mày tiễn tao, chuyến đi anh lần này, người mà tao khó quên nhất chính là mày. Có cơ hội mày tới quốc nội chơi nhé, tao nhất định sẽ tiếp đãi mày chu đáo. Vương Triển sao có thể không nghe ra ý tứ uy hiếp trong lời nói của thằng ôn này, nói một câu thật lòng, tao cũng chẳng muốn nhìn thấy mày nữa đâu. Trương Dương cười ha ha. Trên chuyến bay London Bắc Kinh, Trương Đại Quan Nhân nhìn tầng mây Mỹ lệ qua khung cửa sổ. Hiện tại nhớ lại một chút, tất cả những gì xảy ra ở Anh Quốc giống như là mộng cảnh, lần này hắn mang mục đích chiêu thương cho Giang Thành mà tới, nhưng cuối cùng lại rơi vào vòng phân tranh của cuộc chiến gián điệp. Trong thời gian ở London, vai mà hắn đóng hoàn toàn là nhân vật đặc công quốc an, nghĩ cũng thấy có lỗi với Giang Thành, ít nhất thì khoản tiền đi lại người ta đã bỏ ra cho mình là vô ích rồi. Lệ Phù ngủ rất ngon ở bên cạnh hắn, Trương Dương nhìn khuôn mặt đã khôi phục lại vẻ hồng hào của cô ta, trong lòng thấy manh động. Hắn ghé tới, muốn hôn trộm lên đôi môi như cánh hoa của Lệ Phù, lúc đang áp sát thì Lệ Phù đột nhiên mở bừng mắt, thò ngón tay ra mỉm cười ngăn cái miệng hắn lại. Trương Đại Quan Nhân dụng tâm không thực hiện được, khó tránh khỏi xấu hổ, ho khan một tiếng, nói có bé, không hổ là xuất thân đặc công, tính cảnh giác cao thật. Lệ Phù cười nói, ở cùng với sói không dám không đề phòng. Có điều anh cũng quá không quân tử đó, sao lại nhân lúc người ta gặp nguy mà tấn công thế hả? Trương Dương cười nói, anh trước giờ chưa từng nhận mình là quân tử, trong mắt anh ngụy quân tử còn không đáng yêu bằng chân tiểu nhân. Lệ Phù ngồi thẳng dậy, chỉnh trang lại mái tóc vàng, nói khẽ, nếu anh thân sĩ hơn một chút, nói không chừng có thể đả động được em đấy. Tính tình của anh rất chân thực, trong lòng nghĩ gì thì làm nấy. Hư tình giả ý anh không biết đâu. Sở trường lớn nhất của thằng ôn này chính là có thể nói những hành động vô sỉ của mình thành quang minh lỗi lạc. Lệ Phù từ trên xe đẩy lấy một cốc nước chanh, lại lấy cho Trương Dương một bình nước khoáng, con mắt đẹp màu lam nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyện lần này có thể sẽ tạo thành một chút ảnh hưởng đối với anh đó. Trương Dương lúc trước đã từng chỗ La Tuệ Ninh nghe được một số tin tức, hắn nhún vai, nói, không sao đâu, mạng của anh là kẻ gánh oan ức mà. Lệ Phù cười khúc khích, nói em thật sự là không hiểu được anh, một thân bản lĩnh như vậy mà không vận dụng, cứ chui rúc ở cái địa phương Giang Thành bé tí. Tới hiện tại vẫn chỉ là một phó ban, anh không ngờ lại còn làm rất khoái trá nữa chứ. Trương Dương nói nhỏ, anh không thích lén lén lút lút, cái nghề của bọn họ, nói dễ nghe thì là đặc công, nhưng kỳ thực thì chẳng khác nào làm trộm. Các chức phó chủ nhiệm phòng chiêu thương của anh tuy chỉ là phó ban, nhưng anh đi đâu cũng đường đường chính chính, chẳng phải lo lắng điều gì. Lệ Phù đặt cốc nước chanh xuống, chủ động quàng lấy tay Trương Dương, nói có từng suy nghĩ tới hợp tác với em không? Trương Dương nhìn ánh mắt vũ mị bên trong con mắt màu lam của Lệ Phù, hít sâu một hơi, nói, đừng câu dẫn anh. Con người này có ý chí kiên định lắm đấy. Lệ Phù lại dựa sát vào Trương Dương hơn, vẻ mặt càng lúc càng dụ người, Trương Đại Quan Nhân dùng sức nhắm mắt lại, hay là. Hai chúng ta sau khi xuống phi cơ, tìm một địa phương nào đó, tham khảo sâu hơn rồi hãng nói nhé. Nằm mơ, Lệ Phù hất tay hắn ra, khóe miệng lộ ra nụ cười hiểu ý. Trương Đại Quan Nhân sau khi đặt chân lên đất của Tổ quốc lập tức phát hiện, có người sớm đã ở đây đợi hắn, nói một cách chính xác hơn thì là đợi họ. Lãnh đạo của Cục 4 Quốc an đặc biệt tới đây, sự kiện phát sinh ở châu Âu có ảnh hưởng không nhỏ, ở trong nội bộ quốc an dẫn tới chấn động rất lớn, Trương Bích Quân tính tình cao ngạo bởi vì chuyện của Trương Dương mà vỗ bàn với Cục trưởng Cục 10, một mực làm náo loạn tới Tổng cục Quốc an, mà sau cùng Trương Dương lại giải quyết được chuyện này một cách viên mãn, Cục 4 trên dưới nở mày nở mặt. Mà cục 10 thì mặt mày nhếch nhác, tổng cục đã đặc biệt bắt cục 10 phải giải thích. Hình Chiêu Huy mặt mày tươi rói đón Trương Dương và Lệ Phù vào xe thương vụ, người mở xe là Triệu Quân, hai người một là lãnh đạo cao nhất của cục 4, một người là thượng ti trên đầu Trương Dương, trận trưởng nghênh tiếp như vậy khó tránh khỏi quá long trọng. Hình Chiêu Huy vẫn là bộ dạng tươi cười rạng rỡ, một thời gian không gặp, y lại tròn ra thêm một chút,
nhìn thấy có mấy phần vị đạo của Phật Di Lặc, rất quan phương rất khách khí nói với Trương Dương một câu, lần này cực khổ rồi. Trương Dương nhìn thấy bộ dạng bụng to tướng của y không nhịn được mà chêm thêm một câu, không cực khổ, lao động thể lực và lao động đầu óc không thể nào so với nhau được, vẫn là lãnh đạo ngồi trong văn phòng cực khổ hơn. Hình Chiêu Huy cười ha ha, y rất hiểu Trương Dương, cũng không cảm thấy lời này của hắn có gì mạo phạm, lại cười nói với Lệ Phù, dạ oanh, lần này về nước có thể xin nghỉ một đoạn thời gian đó. Lệ Phù từ trong câu nói của y nghe ra được chút manh mối, xem ra mình cũng bởi vì chuyện này mà bị ảnh hưởng rồi. Cô ta nói khẽ, về tổng bộ à, tôi muốn ở trước mặt nói rõ tình huống lần này với thượng cấp. Hình Chiêu Huy gật đầu, nói, lão bản bảo tôi tới đón cô. Lúc xe lái tới khách sạn Hương Quốc, Hình Chiêu Huy và Trương Dương xuống xe trước, để Triệu Quân dẫn Lệ Phù tới tổng bộ quốc an. Trương Dương ngơ ngác nhìn Hình Chiêu Huy, làm gì vậy? Tôi không cần tới tổng bộ à? Hình Chiêu Huy nói, vào phòng rồi nói chuyện. Y giúp Trương Dương mang hành lý tới phòng 1821 đã được đặt trước, kéo rèm cửa lại, Trương Dương cởi cà vạt ném lên giường, dùng ánh mắt quái dị nhìn Hình Chiêu Huy. Hình Chiêu Huy trước tiên đi đun nước, sau đó cầm hộp trà lá trên bàn lắc lư trước mặt Trương Dương, nói Triệu Quân tặng cho tôi trà ngon, hơn 1.000 đồng một lạng, thằng Ôn cậu có khẩu phúc đấy. Y bị Trương Dương nhìn cho không thoải mái, cười nói cậu làm gì mà nhìn tôi như vậy. Trương Dương nói, ông kéo tôi tới đây, có phải định giam lỏng hay là định diệt khẩu? Hình Chiêu Huy chỉ vào đầu Trương Dương, cười nói, thằng nhóc thối tha, tôi cũng muốn diệt khẩu cậu lắm, nhưng tôi đánh lại cậu chắc. Ông cũng có chút tự biết lấy mình đó. Nói đi, đừng có dùng âm mưu quỷ kế với tôi, quốc an các ông rốt cuộc là muốn xử lý tôi thế nào? Hình Chiêu Huy chuyển đề tài, nói, nước sôi rồi. Y chậm rãi cho trà vào ngâm, lấy một chén cho Trương Dương. Sau đó cảm thán, tôi có lúc thật sự không nhịn được mà tự hỏi mình, trong thiên hạ này có lãnh đạo như tôi ư? Tôi rõ ràng là thượng thi của cậu, sao mỗi lần đều thấy tôi như là đang nịnh nọt cậu vậy? Trương Dương nói, đó là bởi vì ông đối với tôi trong lòng có quỷ, ông cảm thấy có lỗi với tôi. Quốc an các ông thiếu nợ tôi. Hình Chiêu Huy nói, còn lâu á, chuyện tới châu Âu lần này là cậu tự dính vào, tôi không bảo cậu quản mà. Trương Dương nói, mọi người đều là đồng chí. Dạo anh có nạn, tôi không thể ngồi yên không để ý được, huống chi mục tiêu của đám người Ireland đó là vợ chồng Phó Thủ tướng Văn, nếu như để chúng đạt được mục đích, tôi thấy, không chỉ là cục 10, e rằng cả quốc an của các ông trên dưới đều không thoát khỏi can hệ đâu. Hình Chiêu Huy hấp một ngụm trà, cho nên lần này chúng tôi đã thảo luận, không xử phạt cậu, chuyện cậu tự tiện hành động, vô tổ chức vô kỷ luật trung hòa với công lao của cậu, đối với cậu không thưởng không phạt. Trương Dương nói, tôi sớm đã chuẩn bị tâm lý rồi. Mong đám người các ông cảm ơn thì trừ phi là mặt trời mọc đằng Tây. Hắn uống một ngụm trà rồi nói, là Triệu Quân tặng ông à. Hình Chiêu Huy gật đầu, nhíu mày nói, hơn 1.000 đồng một lạng đó. Dám chó, ông lừa mình dối người à, trà lá này trên thị trường tối đa là hơn 100 đồng một cân, quá tầm thường, Triệu Quân chơi ông đó. Hình Chiêu Huy cũng phẩm ra được là trà lá này không đáng tiền như vậy, có điều đồng chí Hình vẫn rất sĩ diện, ho khan một tiếng. Nói Triệu Quân vốn thật thà, theo lý mà nói sẽ không làm vậy đâu, đổi là thằng Ôn cậu thì nhất định là có. Trương Dương đặt chén trà xuống, nói, phía tổng cục định xử lý tôi thế nào? Hình Chiêu Huy nói, chuyện của cậu chỉ có tôi và Trương Bích Quân, Triệu Quân vài người của mình biết thôi, toàn bộ tư liệu của cậu chỉ có tôi giữ. Trương Đại Quan Nhân dở khóc dở cười, nói, thôi rồi, ông chỉ thiếu mỗi nước không treo tư liệu của tôi lên thành lâu Thiên An Môn thôi. Cái trình độ bảo mật của ông thuộc lại hại chết người không đền mạng mà. Hình Chiêu Huy có chút xấu hổ ho khan một yếng, cậu biết lần này cục 10 xảy ra vấn đề lớn không, để tránh cục 4 và cục 10 có mâu thuẫn, cho nên chúng tôi kiên quyết phủ nhận cậu là thành viên của chúng tôi với bên ngoài. Trương Dương cười lạnh, nói chim chết thì bẻ ná. Hình Chiêu Huy phối thêm một câu, đừng cảm thấy chúng tôi mượn ma giết lừa, cục 4 của chúng ta là bộ môn có nhân tình nhất rồi đấy. Tất cả những gì mà cậu làm chúng tôi đều nhìn thấy. Trương Dương nói, ông cho rằng không thừa nhận thì người ta tin ông sao? Hình Chiêu Huy cười hắc hắc, nói, bọn họ có tin hay không không quan trọng, mâu thuẫn thì đâu đâu cũng có, chỉ cần không trở nên gay gắt là được, tổ chức quyết định cho cậu nghỉ dài hạn, để cậu nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Trương Dương hít mắt, sợ tôi tìm phiền phức cho các ông à, hiện giờ vội vàng đuổi tôi ra sao? Tôi nói này, cậu sao mà đang nghi thế?
Trương Dương nói, tôi lần này tới châu Âu là phó đoàn trưởng đoàn khảo sát Giang Thành, các ông bất minh bất bạch lôi tôi về, người biết thì hiểu tôi là ra sức vì nước, người không biết thì cho rằng tôi bị trục xuất, tôi sẽ phải giải thích với phía Giang Thành thế nào đây? Hình Chiêu Huy nói, cậu không cần phải lo lắng, tôi đã nói chuyện với bí thư Đỗ rồi, nói rằng cậu ở nước Anh đột nhiên bị bệnh cấp tính, cho nên phải về nước trước. Bệnh gì? Nói chung là bệnh nặng, thủ tục vào bệnh viện Trung Hải tôi đã làm xong cho cậu rồi. Cậu đi hay không đi cũng không sao, nói cùng là ở đủ một tháng là được. Trương Dương cuối cùng đã hiểu rồi, đây chính là giam lỏng, hắn cười lạnh, nói, còn cần hạn chế tự do của tôi không? HTN vội vàng xua tay, nói, đừng hiểu lầm, cậu thích đi đâu thì đi. Chỉ là đừng rời khỏi Bắc Kinh, tùy thời nghe sự điều khiển của tổ chức. Trương Dương gật đầu, được, đúng rồi, việc ăn ở của tôi ở Bắc Kinh thế nào? Hình Chiêu Huy phủi phủi bụi dưới mông, muốn ở bệnh viện thì ở, căn phòng này tôi cũng chi cho cậu rồi, cậu muốn ở bao lâu cũng được, muốn dẫn ai tới ở cũng được, những cái khác thì án chiếu theo tiêu chuẩn công tác trong nước, theo tiêu chuẩn của tôi mà chi trả, sao? Tôi đối với cậu không bạc chứ? Trương Dương nói, trên thế giới này không có bữa cơm miễn phí, ông đối với tôi càng tốt, chứng tỏ ông càng có ý đồ, tôi thật sự có chút sợ ông rồi đó, không khéo có ngày bị ông hại mà tôi còn phải giúp ông kiếm tiền nữa ấy chứ. Hình Chiêu Huy nói, đừng có nghĩ nhiều. Đúng rồi, tối nay ở Tử Kim Các, chủ nhiệm Trương tẩy trần cho cậu, cậu nhất định phải tới đó. Y đưa túi văn kiện ở trong tay cho Trương Dương, đây là thủ tục ở viện, sáng mai tới bệnh viện báo cáo, giường ngủ hay bác sĩ tôi đều lo rồi. Trương Dương thở dài, con mẹ nó đúng là uất ức, về nước bị các ông biến thành người bị bệnh truyền nhiễm, tôi thật sự là phải cảm ơn ông đó, may mà không cho tôi thành bị bệnh thần kinh. Hình Chiêu Huy cười ha ha. Nói, à, rảnh thì viết một bản báo cáo về chuyện của cậu ở châu Âu giao cho tôi cần lưu trữ. Trương Dương rất bất mãn lườm y một cái. Hình Chiêu Huy sau khi nói rõ thì dặn dò Trương Dương đợi ở đây, chốc nữa sẽ có chuyên xa tới đón hắn tới Tử Kim Các ăn cơm, sau đó thì đứng dậy bỏ đi. Sau khi Hình Chiêu Huy đi, Trương Dương đóng cửa phòng lại, trước tiên kiểm tra xem có máy nghe lén không, vào quốc an lâu như vậy, tính cảnh giác của thằng ôn này cũng cao hơn không ít. Sau khi xác định không có gì dị thường, hắn mới cầm điện thoại lên, trước tiên gọi cho bí thư thị ủy Giang Thành Đỗ Thiên Dã. Đỗ Thiên Dã không chỉ là lãnh đạo của hắn mà còn là bằng hữu đáng tin cậy của hắn, từ chỗ Đỗ Thiên Dã có thể nhận được tin tức xác thực đáng tin. Đỗ Thiên Dã nhận được tin tức của Trương Dương thì vô cùng bình tĩnh, về rồi à? Trương Dương nói, về rồi, giờ đang ở bệnh viện Trung Hải. Chương 294, viêm đường tiết niệu. Đỗ Thiên Dã nghe đến đây không nhịn được mà bật cười, Hình Chiêu Huy đã nói với tôi rồi. Bảo rằng cậu đang giúp y làm một việc, tôi cũng đã phê chuẩn cho cậu nghỉ bệnh một tháng. Đỗ Thiên Dã biết rõ thân phận của Hình Chiêu Huy, biết giữa Trương Dương và Quốc An có chút quan hệ, gã xuất thân từ Trung Kỳ ủy, so với người khác thì càng hiểu nguyên tắc bảo mật hơn, không truy hỏi Trương Dương đã xảy ra chuyện gì. Trương Dương nói, bí thư Đỗ, chuyện khảo sát châu Âu, tôi rất đáng tiếc. Đỗ Thiên Dã hờ hững nói, ồ, ai mà chẳng có lúc sinh bệnh, và lại còn có phó thị trưởng Nghiêm mà, có điều lần nghỉ bệnh này của cậu e rằng sẽ bỏ lỡ đại hội nhân dân đó. Trương Dương than thầm trong lòng một tiếng, ý của Đỗ Thiên Dã là trái đất thì vẫn quay tròn, mình nghỉ bệnh đối với sự phát triển của chính cục Giang Thành thì không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, điều này khiến Trương Dương sản sinh ra một ý nghĩ cường liệt, chức quan của mình còn quá nhỏ. Đỗ Thiên Dã nói, cậu an tâm nghỉ bệnh đi. Công tác của cậu tôi sẽ tìm người làm hộ. Trương đại quan nhân lưu luyến không thôi đặt điện thoại xuống, cái này không phải là quyến luyến với Đỗ Thiên Dã, mà là bận lòng vì quyền lực Giang Thành, ở Bắc Kinh phải giả bệnh một tháng, cứ nghĩ tới là thấy tức. Trương Dương vốn muốn gọi điện thoại cho mấy vị hồng nhan, nhưng nghĩ một chút thì vẫn tạm thời bỏ ý định này. Hiện tại mình gặp phiền phức thế này, tốt nhất đừng để bọn họ phải lo lắng. 5 rưỡi chiều, Triệu Quân lái xe tới đón hắn. Trương Dương lên xe, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Triệu Quân, nói, sếp, anh không ở Hương Cảng làm lãnh đạo à, sao lại chạy tới đây làm lái xe thế? Triệu Quân nói, tổng bộ thông chi tới họp, mấy ngày nay đều ở Bắc Kinh. Trương Dương có chút bực bội gõ gõ vào ghế, sau đó lại nghịch cái kỷ niệm Trương đang lắc lư trước mặt, nói, tôi phát hiện bị các anh biên giới hóa rồi. Triệu Quân quay sang nhìn hắn. Trương Dương thở dài, nói cần dùng thì đẩy người ta lên trước. Không dụng nữa thì đá ra sau, bất kỳ thời đại nào, bất kỳ quốc gia nào, bất kỳ đơn vị nào đều con mẹ nó vậy cả, lòng người dễ thay đổi. Trương Dương tới Tử Kim Các,
phát hiện người mời khách là Trương Bích Quân, trừ hắn và Trương Bích Quân ra, không có ai tham gia nữa, khiến Trương Dương rất bất ngờ là ngay cả Hình Chiêu Huy cũng không tới. Trương Dương cười nói, cục trưởng Trương, tôi còn cho rằng là đơn vị ăn liên hoan, không ngờ lại chỉ có hai chúng ta, không phải là những người khác đều đến muộn chứ. Trương Bích Quân lắc đầu, nói, chỉ có hai chúng ta thôi, ngồi đi. Trương Dương ngồi xuống, đối với Trương Bích Quân hắn thủy chung nhìn không thấu, Trương Bích Quân tuy cấp bậc ở cục 4 thì dưới Hình Chiêu Huy, nhưng Hình Chiêu Huy đối với cô ta cũng phải lễ nhượng 3 phần. Trương Dương mơ hồ cảm thấy căn cơ của Trương Bích Quân rất sâu, chuyện của Văn Linh lần trước chính là cô ta ra tay điều tra, bối cảnh của Văn Linh mọi người đều biết, người bình thường không dám làm chuyện này. Trương Dương rót rượu cho Trương Bích Quân, Trương Bích Quân nói, ở châu Âu chắc là được uống không ít rượu ngon rồi nhỉ. Trương Dương cầm chén lên chạm cốc với Trương Bích Quân, mỉm cười nói là tới châu Âu, kỳ thực tôi chỉ chạy quanh London, vốn tôi định nhân cơ hội này, tới các nước châu Âu du lịch một phen, đáng tiếc ông trời không cho tôi cơ hội này. Trương Bích Quân cười nói, là cậu tự tìm tới phiền phức, có điều lần này cậu lảng quảng thế nào lại làm được chuyện tốt, chúng tôi đều rất hài lòng. Trương Dương nói, vẫn là cục trưởng Trương khéo nói, lão Hình không biết nói lời hay như vậy. Anh ta nói gì? Ông ta nói muốn mượn cối giết lừa, còn bắt tôi phải vào bệnh viện ở. Trương Bích Quân không nhịn được liền bật cười, đây không phải là quyết định của anh ta, là chúng tôi sau khi thương lượng mới quyết định, có một điểm tôi có thể nói cho cậu, chúng tôi đều rất hân thưởng cậu, tuyệt đối sẽ không mượn cối giết lừa gì như cậu nói đâu. Trương Dương cầm đũa lên gặp một miếng vịt quay bỏ vào miệng, nói, vẫn là thức ăn Trung Quốc chúng ta ngon hơn. Ở Anh Quốc, ăn cái gì cũng thấy chán. Trương Bích Quân biết hắn bề ngoài thì tùy tiện, nhưng kỳ thật lại rất thông minh, liền nói nhỏ, chuyện của Văn Linh trước đây tổ chức bắt cậu phải mang tiếng oan, chuyện này là chúng tôi không phải với cậu, nhưng cậu cũng phải hiểu cho chỗ khó của chúng tôi. Trương Dương nói, chuyện lần trước không phải thì cũng không phải rồi, chuyện ở An Quốc lần này không làm thì cũng làm rồi, làm việc thì tôi không ngại, nhưng tôi có một điểm không hiểu. Sao giúp các cô làm việc lại có cảm giác không ra con người như vậy nhỉ? Cả ngày lén lén lút lút. Cứ như là làm trộm vậy. Trương Bích Quân nói, chẳng lẽ cậu muốn bước xuống sân bay London thì nói oang oang với tất cả mọi người rằng mình là đặc công Trung Quốc à? Trương Dương thở dài, nói tôi mệt rồi, cảm thấy giúp các cô làm việc chẳng được cái gì cả, thật đấy, không phải là tôi sợ, con người tôi làm việc luôn không sợ khổ không sợ chết, nhưng có một điểm tôi sợ nhất là bất minh bất bạch như vậy, lần này sau khi về, các ngươi lại tống tôi vào bệnh viện Trung Hải, tôi thấy cứ tiếp tục thế này. Rồi sẽ có một ngày bị các ngươi tống tới núi Bát Bảo, à mà chắc sẽ không như vậy đâu, tôi vẫn chưa đủ tư cách. Trương Bích Quân nghe ra oán khí của hắn cực lớn, chủ động chạm cốc với hắn, nói Trương Dương, năng lực của cậu tất cả đều thấy, sau này chúng tôi sẽ bồi thường cho cậu. Tôi chẳng cần bồi thường gì cả, chỉ cầu các người thương xót tôi, coi tôi chỉ là một cái rắm, tôi ở lại bộ môn của các cô cũng chẳng có ý tứ gì. Chỉ biết gây phiền phức cho các cô tôi ở Giang Thành còn có một đống việc. Tôi muốn được yên ổn làm cán bộ nhỏ của tôi, thật thà làm chút chuyện tốt cho nhân dân, yêu cầu của tôi không cao phải không nào. Trương Bích Quân nói, tôi không giấu cậu, lần lần bắt cậu tạm thời ở lại Bắc Kinh không chỉ là cấp trên cần làm rõ chuyện này, còn bởi vì Phó Thủ tướng Văn gọi đến. Trương Dương gật đầu nói, ông ta biết tôi làm cho quốc an ư. Trương Bích Quân bảo, chúng tôi không nói, tài liệu của cậu cục trưởng Hình bảo mật rất nghiêm, không hề để lộ cho Phó Thủ tướng Văn. Trương Dương thầm nghĩ cô thôi đi, lừa trẻ con lên ba à. Ông ta kiểu gì cũng nhìn ra rồi, cái gọi là bảo mật của Hình Chiêu Huy có tính co giãn quá lớn, không đem tài liệu của mình ra treo trên thành lâu của Thiên An Môn thì đã phải cảm ơn trời đất rồi. Trương Bích Quân nói, Trương Dương, có suy nghĩ rời khỏi cương vị công tác, thật sự gia nhập tổ chức không? Trương Dương lắc đầu, nói tôi nói đã đủ rõ rồi, tôi không có hứng thú gì đối với bộ môn của các cô cả, con người tôi thích được yên ổn. Người không phạm ta thì ta không phạm người, tôi không muốn cả ngày phải sống trong sợ hãi. Trương Bích Quân thở dài, nói cậu đã quyết định như vậy thì tôi cũng không làm khó cậu, nói thật với cậu, nội bộ của chúng tôi vừa điều chỉnh nhân sự lại, tôi sẽ đảm nhiệm chức cục trưởng cục 10, cho nên tôi muốn cậu tới giúp tôi. Trương Dương cười nói, vậy thì thật sự phải chúc mừng cô rồi. Sau này quan chiếu tôi nhiều hơn nhé, trước tiên giúp tôi lên làm chính ban đi. Trương Bích Quân cười nói, bằng vào năng lực của cậu, căn bản không cần tôi giúp. Trương Dương nhớ tới chuyện của Lệ Phù, từ sau khi cô ta về Tổng bộ Quốc an, tới giờ vẫn không có bất kỳ tin tức gì. Hắn nói nhỏ cục trưởng Trương,
có thể hỏi thăm một chuyện không, các cô định đối đãi với Dạ Oanh thế nào? Trương Bích Quân nói, cậu yên tâm đi, cô ta không sao cả, tôi sẽ giữ cô ta lại cục 10, còn công tác sau này đợi sau khi nghỉ về rồi nói. Cô ta dừng lại một chút, mỉm cười, cậu đã muốn rời khỏi bộ môn của chúng tôi, vậy thì đừng quan tâm tới chuyện của tổ chức nữa. Trương Dương gật đầu, còn nữa, cháu của cô đã làm ở chỗ tôi mấy tháng rồi, chẳng lẽ cô thật sự để cô ta nhận lương hưu ở chỗ tôi ư? Tháng sau tôi sẽ gọi nó về, Trương Dương, cậu suy nghĩ lại đi, kỳ thực quan trường không thích hợp với cậu đâu. Trương Dương không nói gì, uống cạn rượu trong chén, tỏ ý tôi đã quyết, không cần phải nói nhiều. Trương Dương đã cự tuyệt lời mời của Trương Bích Quân, giữa hai người cũng không còn gì để nói, bữa tối kết thúc rất nhanh, lúc Trương Dương rời khỏi Tử Kim Các, ở đại sảnh gặp một người quen, Kiều Bằng Phi, cháu của Kiều Lão. Từ lần trước bởi vì quấy rối Sở Yên Nhiên, bị Trương Dương đánh cho một trận, Kiều Bằng Phi đây là lần đầu tiên tới Tử Kim Các ăn cơm, gã cũng không ngờ thế giới này lại nhỏ như vậy, vừa tới đã gặp phải Trương Dương, thật sự là oan gia đối đầu. Trương Dương và Kiều Bằng Phi đã phát sinh hai lần xung đột, có điều mỗi lần ra tay Trương Đại Quan Nhân đều có đầy đủ lý do, hắn và Kiều Bằng Phi nhìn nhau một lúc, đột nhiên nghe thấy một giọng nói vui tươi, Trương Dương. Thật sự là anh đấy à? Thời Duy từ bên cạnh mỉm cười bước tới. Trương Bích Quân đứng ở đằng xa cười cười với Trương Dương rồi bước đi trước. Thời Duy thấy Trương Dương lại nhìn anh họ, cười nói, các anh chắc quen nhau rồi, có cần em giới thiệu không? Kiều Bằng Phi tức giận nói, không cần. Sau đó thì quay người đi lên lầu. Trương Dương nhìn bóng lưng của gã, khinh thường nói, người của Kiều gia các cô không có phong độ vậy à? Thời Duy có chút bất mãn lườm Trương Dương, nói, anh có ý gì? Kiều gia chúng tôi trêu gì anh à? Sao lại nói như vậy? Trương Dương biết Thời Duy tính tình thẳng thắn, đương nhiên không thèm so đo với cô ta, cười nói, được, tôi còn có việc, đi trước đây. Thời Duy đuổi theo Trương Dương, chị họ tôi cũng ở trên lầu, anh không lên gặp mặt à? Trương Dương nghe thấy Kiều Mộng Viện cũng ở bên trên, quả thật là cũng hơi động lòng, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh của mình hiện tại cực kỳ bất diệu, thôi thì bớt dính vào phiền phức thôi. Cho tới tận khi Trương Dương đi xa, Thời Duy mới đi tới phòng đặt của mình, hôm nay là mấy chị em anh em bọn họ tụ hội, Kiều Bằng Phi rõ ràng gặp phải Trương Dương nên tình tự có chút bất diệu. Ngồi uống một mình, Thời Duy ngồi xuống cạnh Kiều Mộng Viện, nói chị họ, chị đoán xem em vừa gặp ai đi. Kiều Bằng Phi có chút bất mãn nhìn cô ta, em và hắn quen thân lắm à? Con gái con đứa mà bộ dạng cả ngày điên điên khùng khùng. Cẩn thận không bị người khác lừa đó. Thời Duy vừa nghe vậy liền nổi giận, em qua lại với ai là sự tự do của em, anh là anh họ em chứ không phải là cha em, bằng vào gì mà quản em lai vãng với ai? Kiều Bằng Phi không biết vì sao lại có một cỗ tà hỏa trào dâng, em là em họ anh đương nhiên phải quản em rồi, thằng Ôn đó không phải là hạng tốt lành gì. Ỷ có phó thủ tướng là cha nuôi, đi đâu cũng diễu võ dương oai. Thời Duy trước giờ đều có tính khí không bỏ qua cho ai, anh họ càng nói vậy thì cô ta càng nói đỡ cho Trương Dương, diễu võ dương ai còn hơn là ỷ thế khinh người, không biết ai chồng ghẹo con gái nhà người ta, kết quả bị người ta giáo huấn cho một trận nhỉ. Em nói ai? Đại ca của Kiều Mộng Viện là Kiều Bằng Cử mỉm cười giảng hòa, hai đứa còn là trẻ con à, cãi vã cái gì đó. Kiều Bằng Phi khá tôn kính vị đại đường ca này, gã đứng dậy, nói, bỏ đi, em uống nhiều rồi, về trước đây. Sau khi Kiều Bằng Phi đi, Kiều Mộng Viện không khỏi trách Thời Duy, em cũng thật là, biết rõ nó thích sĩ diện rồi còn đem khuyết điểm của nó ra bô bô trước mặt mọi người. Thời Duy cũng có chút xấu hổ, nhưng miệng thì vẫn không chịu thua, ai bảo anh ấy nói em trước. Sau trận cãi vã của cô ta và Kiều Bằng Phi, mấy anh chị em của Kiều gia đều mất hứng. Ai ai cũng đứng dậy cáo từ. Kiều Mộng Viện cũng kéo Thời Duy rời đi, ra khỏi Tử Kim Các, Kiều Mộng Viện có chút hiếu kỳ hỏi, Trương Dương không phải là tới châu Âu khảo sát ư? Sao nhanh vậy đã về rồi? Thời Duy nói, em cũng không biết, có nói được mấy câu với hắn đâu. Chị họ, chị hiếu kỳ như vậy, hay là tự đi hỏi hắn đi, chị có phải là không có số điện thoại của hắn đâu? Kiều Mộng Viện cười nói, chỉ thuận miệng hỏi thôi. Thời Duy nói, mà tốt nhất đừng có hỏi, anh rể của em chính là một bình giấm chua, vạn nhất bình giấm chua này đổ, vậy thì phiền lắm đó. Nhà đầu chết tiệt, chỉ biết nói bậy thôi. Trương Đại Quan Nhân hôm sau vẫn tới bệnh viện Trung Hải, hắn được an bài ở bệnh khu số 4, nhìn hai tiểu hộ sĩ xinh đẹp đi đi lại lại trong phòng hắn, Trương Dương không khỏi bật cười, một tiểu hộ sĩ mắt to trong hai người nói với Trương Dương, anh cười gì vậy?
Trương Dương nói, con người tôi không thể không gặp mỹ nữ, cứ nhìn thấy mỹ nữ là muốn cười, để lòng được vui. Một hộ sĩ tuổi lớn hơn một chút, nói, anh cứ vui đi, anh biết mình mắc bệnh gì không? Bệnh gì? Trương đại quan nhân thật sự không biết mình mắc bệnh gì. Hắn nhìn tiểu hộ sĩ đó treo bảng lên đầu giường, bên trên viết viêm đường tiết niệu. Trương Dương thật sự là to cả đầu, hình Chiêu Huy này chắc không phải là cố ý chơi mình chứ, viêm đường tiết niệu, đường tiểu của lão tử không biết thuận sướng như thế nào, ai bị viêm chứ ta đây thì không. Bác sĩ giường nằm đã được dặn dò trước, biết rằng Trương Dương là giả bệnh cho nên lười chẳng buồn tới vấn trần. Tiểu hộ sĩ mắt to đó cũng rất thật thà, giúp Trương Dương đo huyết áp và nhiệt độ, sau đó còn hỏi bệnh sử của hắn, nói với hắn phải chú ý một số điều, anh phải chú ý vệ sinh cá nhân, chăm tắm rửa, chăm thay quần áo, còn nữa, trong đoạn thời gian này đừng sinh hoạt tình dục. Trương đại quan nhân rụt rè nói, xin hỏi chuyện đó có liên quan gì tới bệnh viêm đường tiết niệu không? Tôi bảo này, sao anh hỏi nhiều thế? Tôi không hiểu thì hỏi, cô có phải là hộ sĩ không đó? Tiểu hộ sĩ đóng bệnh lịch lại, nói chung anh cứ nhớ những chuyện mà tôi đã dặn dò, theo đó mà làm đừng có làm chuyện hại người hại mình. Trương Dương nghe mà có chút phá cáu, tôi nói này, tôi là bị bệnh viêm đường tiết niệu, chứ có phải là bị bệnh giang mai đâu, cô sao lại nói tôi cứ như là một phần tử lưu manh đi khắp nơi truyền bệnh thế hả? Tiểu hộ sĩ nói, tôi cũng không hề bảo anh bị bệnh giang mai. Vậy sao cô nói hại mình hại người? Tiểu hộ sĩ giải thích không rõ, mặt đỏ bừng lên, nói, anh đừng hỏi tôi cũng không rõ, tôi là nghe hộ lý nói thôi, lát nữa anh hỏi bác sĩ giường bệnh đi, chuyện về trị liệu người ta sẽ giải thích cho anh. Cô ta mặt đỏ bừng chạy ra ngoài. Trương đại quan nhân mừng thầm, không có việc gì làm đi trêu một tiểu hộ sĩ cũng là việc vui, nhưng hắn lập tức phát hiện ánh mắt của một người bệnh ở cạnh giường nhìn hắn có chút không đúng. Trương Dương vừa quay sang nhìn gã, người đó vội vàng quay mặt đi. Trương Dương thần nghĩ hình Chiêu Huy này cũng thật là, vì sao không an bài cho mình một phòng riêng, có điều nghĩ lại, mình cũng không định ở lại bệnh viện, treo tên mà thôi, cũng không cần phải nghĩ nhiều như vậy. Đã là giả bệnh thì đương nhiên cũng không có trị liệu gì, thuốc cũng kê một chút, đa số là thuốc bổ. Trương Dương mới tới bệnh viện Trung Hải, đối với tất cả vẫn còn khá hiếu kỳ, hắn đổi quần áo bệnh nhân, đi dạo khắp nơi trong viện. Nơi thằng ôn này lần đầu tiên trùng sinh chính là bệnh viện nhân dân huyện Xuân Dương. Hắn đối với bệnh viện có một loại cảm tình đặc biệt. Thế giới này nói nhỏ thì không nhỏ mà nói lớn thì cũng không lớn. Lúc Trương đại quan nhân đang đi dạo khắp nơi, ở trong đại sảnh của bệnh phòng gặp được một người quen, chủ tịch Kiều Mộng Viện của công ty Hối Thông. Kiều Mộng Viện là tới phòng bệnh cao cấp thăm một vị thế bá, trong tay cầm một bó hoa, nhìn thất bộ dạng của Trương Dương thì không khỏi giật nảy mình. Nếu như là bình thường, Trương Dương còn giải thích mình vì sao lại ở bệnh viện Trung Hải, nhưng hiện tại hắn đang mặc quần áo bệnh nhân, người ta nhìn là biết hắn nằm viện. Kiều Mộng Viện quan tâm hỏi, Trương Dương, anh bị bệnh gì vậy? Nằm viện à? Trương Dương cười cười, cố gắng không nói ra tên bệnh, viêm đường tiết niệu. Cái này không thể nói được, anh đây không thể để mất mặt. Trương đại quan nhân nói, không có gì, là kiểm tra sức khỏe định kỳ thôi, hiện tại đến kiểm tra sức khỏe cũng được phát cho quần áo bệnh nhân. Ha ha, không sao, tôi thật sự không sao. Kiều Mộng Viện bán tính bán nghi nhìn Trương Dương, người ta đã không muốn nói, mình cũng không tiện hỏi nhiều. Sau khi Kiều Mộng Viện thăm người xong, lại nhớ tới Trương Dương, bỏ qua việc Hứa Gia Dũng và Trương Dương có hiềm khích không nói tới. Trong mắt cô ta Trương Dương vẫn được tính là một người bạn tốt, đã biết người có bệnh, theo tình theo lý thì nên đến thăm một chút. Kiều Mộng Viện gọi điện thoại cho Thời Duy, nhưng lúc này Thời Duy lại theo mấy người anh họ đi câu cá ở Mật Vân rồi. Cô ta nghe nói Trương Dương nằm viện thì cũng kinh ngạc, bảo Kiều Mộng Viện tới thăm trước, mình buổi chiều về Bắc Kinh rồi tới sau. Ở bệnh viện tìm một bệnh nhân nằm viện có tên có họ không phải khó, Kiều Mộng Viện rất nhanh liền tìm tới bệnh phòng của Trương Dương. Trương Dương còn chưa đi dạo về. Kiều Mộng Viện nhìn thấy phòng bệnh mà hắn ở, lại nhìn tấm bảng treo ở đầu giường, bạn chung phòng của Trương Dương rất thần bí hỏi Kiều Mộng Viện, cô gái, cô tới thăm anh ta à? Kiều Mộng Viện gật đầu. Nói tôi là bạn của anh ấy. Người bệnh đó bĩu môi, cuối cùng vẫn không nhịn được liền nói, cô gái, cô biết hắn bị bệnh gì không? Kiều Mộng Viện nhìn tấm biển treo trên đầu giường, người bệnh đó có chút thần bí, nói, đừng tin cái đó, tôi vừa nghe bác sĩ người ta nói rồi, hắn bị bệnh giang mai đó. Kiều Mộng Viện mặt đỏ bừng, sớm biết Trương Dương mắc loại bệnh này, có nói gì cô ta cũng không đến thăm hắn đâu. Lúc cô ta đang nghĩ có nên kịp thời rời khỏi đây hay không thì Trương đại quan nhân tay chắp sau lưng tiến vào,
nhìn thấy Kiều Mộng Viện liền mỉm cười nói, khách khí quá, còn đặc biệt tới thăm tôi à? Kiều Mộng Viện mặt đỏ bừng đặt giỏ hoa quả xuống, nói tôi còn có việc, đi trước đây, anh nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Tôi tiễn cô. Không cần, Kiều Mộng Viện tránh Trương Dương như tránh tà, cô ta không phải là sợ bị Trương Dương truyền nhiễm, Kiều Mộng Viện tuy không phải là học y, nhưng thưởng thức vệ sinh cơ bản thì cũng có, loại bệnh này không có tính truyền nhiễm mạnh, nhưng cô ta rất để ý tới thanh danh của mình, vạn nhất để người ngoài nhìn thấy, liên hệ hai người họ lại với nhau thì phiền phức lắm. Trương Dương không biết Kiều Mộng Viện vì sao lại vội vàng bỏ đi như vậy, rất không biết điều cười ha ha tiễn ra ngoài. Kiều Mộng Viện vội vàng bước vào trong thang máy, Trương Dương cũng vào theo, hắn cũng không có ý gì khác, chỉ cảm thấy Kiều Mộng Viện tới thăm hắn, hiện tại lại đang là giờ cơm trưa, theo tình theo lý thì cũng nên mời người ta ăn cơm. Kiều Mộng Viện nhìn thấy Trương Dương vào thang máy theo, có chút bất lực nói, anh đừng tiễn, về đi. Anh nằm viện mà. Trương Dương cười nói, tôi không có bệnh gì cả, đã trưa rồi, tôi mời cô ăn cơm. Không cần, tôi còn có việc. Việc gì thì cũng phải ăn cơm đã chứ. Lúc ra khỏi thang máy, Kiều Mộng Viện bị người ta chen suýt nữa thì ngã, may mà Trương Dương đỡ cô ta vội vàng giãy khỏi tay Trương Dương. Từ lúc biết Trương Dương bị bệnh đó, ấn tượng của Kiều Mộng Viện đối với Trương Dương quay ngoắt 180 độ, nghĩ tới bên cạnh thằng ôn này có nhiều bạn gái như vậy. Không biết lần này sẽ làm khổ bao nhiêu người đây. Dưới sự kiên trì của Trương Dương, Kiều Mộng Viện chỉ đành trơ mắt đáp ứng ở lại ăn cơm, hai người cũng không đi xa, ăn ngay trong nhà ăn của bệnh viện Trung Hải. Thức ăn nơi này không tồi, Trương Dương gọi hai đĩa nướng hai đĩa xào. Kiều Mộng Viện rất căng thẳng, rất ít động đũa. Trương Dương có chút bực bội nhìn Kiều Mộng Viện, nói, sao cô lại không ăn? Tôi có phải là bị bệnh truyền nhiễm đâu? Kiều Mộng Viện mặt nóng bừng. Không biết nên nói gì mới tốt, cô ta tuy đã nhìn quen sóng to gió lớn, nhưng lần này thì khác, cô ta còn chưa xuất giá mà. Trương Dương gắp một cái đùi gà đặt vào bát Kiều Mộng Viện, thằng nhóc này không chỉ là khách khí, mà là cố ý với Kiều Mộng Viện, hắn thỉnh thoảng lại muốn quấy rối cô ta, ngay cả bản thân hắn cũng không rõ là vì nguyên nhân gì. Kiều Mộng Viện nhìn cái đùi gà mà không dám ăn, Trương Dương bị bệnh giang mai, ạc. Nghĩ tới là buồn nôn rồi, thằng ôn này đúng là không đứng đắn gì cả. Trương Dương lại còn nhỏ giọng nói, Kiều tiểu thư, tôi cầu cô một chuyện được không? Kiều Mộng Viện gật đầu, nói đi, cô ta thừa cơ bỏ đũa xuống, hôm nay cho dù là bị đói chết cũng không thể ăn cái đùi gà mà Trương Dương gắp cho. Trương Dương nhìn xung quanh, hạ giọng nói, chuyện tôi bị bệnh, cô có thể bảo mật giúp tôi, đừng nói cho ai biết không? Kiều Mộng Viện có chút kinh ngạc nhìn Trương Dương, cô ta bắt đầu sản sinh dao động đối với nhân phẩm của Trương Dương, cô ta thở dài, nói, Trương Dương. Anh có từng nghĩ tới cái gì gọi là trách nhiệm không? Anh làm vậy có công bằng với người khác không? Trương đại quan nhân nghe mà như đi trong sương mù, nói rõ một chút đi, tôi sao có chút hồ đồ vậy nhỉ? Kiều Mộng Viện nói, nể tình chúng ta là bạn bè, tôi khuyên anh một câu, làm người thì phải đứng đắn một chút, anh làm vậy là rất không công bằng với người khác. Nói xong liền đứng dậy bước ra ngoài. Trương Dương hồ đồ rồi, lẩm bẩm, mình không đứng đắn chỗ nào nhỉ? Trương Dương quay về phòng bệnh, đi tới cửa thì nghe thấy bạn cùng phòng đang đòi đổi chỗ, người đó lớn tiếng hò hét, các cô phải đổi giường cho tôi, hắn bị giang mai, là bệnh truyền nhiễm, tôi tới đây là để cắt bao quy đầu, vạn nhất bị hắn truyền nhiễm thì không phải là được không bằng mất à. Tiểu hộ sĩ mắt to liền giải thích với gã, ai nói anh ta bị giang mai? Người ta là bị viêm đường tiết niệu. Thôi đi, tôi nghe hết rồi, viêm đường tiết niệu chính là bệnh giang mai, các người phải đổi giường cho tôi. Nếu không tôi sẽ xuất viện. Tôi nếu bị hắn truyền nhiễm thì sao? Tiểu hộ sĩ cũng có chút tức giận, nói anh nói linh tinh gì đó. Cẩn thận người ta tố anh tội phỉ báng đó. Nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, cô thấy hắn bề ngoài tuy sạch sẽ, nhưng bên trong lại rất dơ bẩn. Vừa rồi có một cô gái rất xinh tới thăm hắn, nghe thấy hắn bị loại bệnh này, sợ đến nỗi quay người bỏ chạy. Tiểu tử này rất vô sỉ, không ngờ còn đuổi theo cô ta, còn hiềm hại người ta chưa đủ chắc. Đúng là vô sỉ. Trương Dương nghe rất rõ ràng, lúc này mới hiểu Kiều Mộng Viện tại sao lại sợ mình như vậy, hắn đúng là dở khóc dở cười, đẩy cửa bước vào, chỉ vào mũi tên cùng phòng, mắng, con mẹ mày bị giang mai ý, cả nhà chúng mày đều mắc bệnh giang mai. Hắn làm ra vẻ muốn đánh tên đó, tên bạn cùng phòng sợ đến nỗi không thèm đi giày đã chạy sang một bên, anh đừng tới đây, tôi sợ bị truyền nhiễm. Trương Dương mắng, với cái loại đức hạnh của mày, tao muốn truyền nhiễm cũng không chọn mày.
Cút đi cho tao, đừng ở đây làm tao chướng mắt. Tiểu hộ sĩ mắt to sợ họ đánh nhau, vội vàng gọi bác sĩ tới, bác sĩ giường bệnh sau khi hỏi rõ là chuyện gì, dứt khoát điều chỉnh giường cho họ, dẫu sao hiện tại bệnh viện cũng ít người nằm viện, không thiếu giường. Trương Dương lúc này mới được thanh tịnh, một mình ngồi trên giường, mở giỏ hoa quả mà Kiều Mộng viện tặng ra, gọt một quả táo ăn. Tiểu hộ sĩ mắt to ở bên cạnh thu dọn giường. Trương Dương nói, danh dự của tôi bị các cô bôi nhỏ hết rồi, viêm đường tiết niệu là bệnh giang mai à? Tiểu hộ sĩ nói, ai nói anh bị giang mai? Tôi từ đầu đến cuối đều nói anh bị viêm đường tiết niệu, nhân viên y vụ của chúng tôi đều có y đức, đừng nói anh là bị viêm đường tiểu, cho dù anh thật sự bị bệnh giang mai, chúng tôi cũng sẽ không nói linh tinh khắp nơi, nhất định sẽ tôn trọng quyền riêng tư của anh. Trương đại quan nhân xấu hổ nói, tôi không bị bệnh giang mai. Tiểu hộ sĩ đỏ mặt, có chút buồn cười nói, anh không cần phải nói với tôi, đi giải thích với bạn gái của anh ý. Trương Dương thở dài, trong lòng đem hết đám quốc an ra chửi một lượt, bảo mình nằm viện, cho bệnh gì khác không được à. Sao cứ phải bảo mình bị viêm đường tiết niệu, lần này xem ra hắn đã mất hết cả mặt mũi rồi. Có điều may mà Kiều Mộng viện không phải là người thích gây thị phi, Trương Dương tự an ủi mình, chỉ mong cô ta đừng nói linh tinh khắp nơi. Kiều Mộng viện rời khỏi bệnh viện không bao lâu liền nhận điện thoại của Thời Duy từ Mật Vân về, cô ta tìm Kiều Mộng viện rồi cùng tới thăm Trương Dương. Kiều Mộng viện không muốn đi nữa, có chút khó xử nói, Thời Duy, em đừng đi. Vì sao không đi, nói sao cũng là bạn mà, em đi thăm hắn là điều nên làm. Kiều Mộng viện cắn môi, nói, Thời Duy, em cách xa hắn một chút. Thời Duy càng nghe càng thấy hồ đồ, chị họ, chị nói rõ một chút đi, rốt cuộc là có chuyện gì. Có phải là thằng ôn đó lại trêu gì chị không? Kiều Mộng viện bị hỏi cho không còn cách nào khác, chỉ có thể lý nhí nói, em đừng nói linh tinh. Hắn nằm ở bệnh viện Trung Hải, bị loại bệnh đó. Thời Duy làm sao mà nghĩ được xa như vậy, gì cơ? Hắn bị bệnh gì? Chính là loại, nói chung là không tốt. Thời Duy bừng tỉnh, giọng nói đột nhiên cao vút lên, chị nói hắn bị giang mai à? Chị là nói Trương Dương bị giang mai ư? Người trong xe đều nhìn Thời Duy lúc này mới ý thức được hậu quả của việc không giữ mồm giữ miệng, đỏ mặt nói, em nói chơi thôi. Kiêm Bằng Cử đang lái xe nhíu mày nói, con người hiện tại đúng là không biết tự trọng. Thời Duy sau cây ếch trải qua một phen đấu tranh tư tưởng, vẫn tới thăm Trương Dương, giữa Trương Dương và cô ta là quan hệ bạn bè, cho dù người ta bị mắc loại bệnh này thì cũng không tới lượt cô ta chỉ trích. Còn một điểm nữa, cô ta rất hiếu kỳ, thằng ôn này sao lại mắc loại bệnh này nhỉ? Thời Duy tính tình thẳng thắn, nhưng không có nghĩa là đầu óc cô ta phản ứng chậm, mà đầu óc cô ta thực ra rất linh hoạt, hơn nữa rất giỏi liên tưởng. Cô ta lập tức nghĩ bệnh này của Trương Dương có 89 phần 10 là bị nhiễm ở châu Âu rồi, quốc gia xã hội chủ nghĩa của chúng ta không có liên quan gì tới loại bệnh bẩn thỉu đó cả, loại chuyện này chỉ thường thấy ở quốc gia tư bản chủ nghĩa thôi. Thời Duy vội vàng tới bệnh viện Trung Hải, lúc này Trương Dương đang ngồi ở giường bệnh nói chuyện với tiểu hộ sĩ, thằng ôn này rất rảnh rỗi, thế là liền dành thời gian có hạn dành vào việc điều tra sự nghiệp của tiểu hộ sĩ, hắn rất biết nói chuyện, khiến cho tiểu hộ sĩ ngửa tới ngửa lui. Thời Duy cầm giỏ hoa quả tiến vào, tiểu hộ sĩ giật mình vội vàng ngừng tiếng cười, nhìn Thời Duy một cái rồi vội vã rời khỏi phòng bệnh. Thời Duy đặt giỏ hoa quả xuống, xem ra tâm tình của anh không tồi, nằm viện cũng không chịu yên. Trương Dương thấy Thời Duy tới, trong lòng cũng hiểu được kha khá, xem ra nhất định là Kiều Mộng viện nói với cô ta rồi. Không biết Kiều Mộng viện có nói mình mắc bệnh giang mai với cô ta không nữa. Quả nhiên, Thời Duy trước tiên đi tới đầu giường nhìn tấm bảng treo trên đó. Trương Dương vội vàng giải thích, viêm đường tiết niệu. Thời Duy kinh thường nhiều hắn, tôi biết chữ. Trương Dương chỉ vào ghế, ngồi đi. Thời Duy nhún nhún vai, bẩn lắm. Trương đại quan nhân mặt đỏ bừng, không cần hỏi, Thời Duy đã đối đãi với mình như kẻ bị bệnh giang mai rồi. Hắn ho khan một tiếng, nói tôi nói này cô bé, không phải chỉ là viêm đường tiết niệu thôi ư, có cần kỳ thị tôi vậy không? Thời Duy nói, Trương Dương à Trương Dương, tôi bảo này. Con người anh sao thiếu đứng đắn như vậy, ra nước ngoài mới có mấy ngày, đã nhiễm bệnh về rồi, anh không thấy mất mặt à? Bộ mặt của quốc gia cũng bị anh làm mất hết rồi. Trương Dương vừa tức giận vừa buồn cười, Thời Duy, cô có ý gì vậy? Tôi sao mà mất mặt, bệnh viêm đường tiết niệu của tôi thì có liên quan gì tới tôn nghiêm của quốc gia chứ? Cô đừng có ăn nói linh tinh có được không? Chương 295, làm người đừng có khệnh. Thời Duy nói, anh làm gì thì tự anh biết chứ.
Trương Dương nói, tôi làm cái gì? Tôi là giết người hay là hãm hiếp con gái nhà lành? Tôi rất thanh bạch trong sạch, cô dựa vào gì mà dùng loại khẩu khí đó để nói chuyện với tôi? Anh làm xấu hổ bốn chữ thanh bạch trong sạch đó. Trương đại quan nhân khóc không ra nước mắt, chuyện này hôm nay phải nói cho rõ, nếu không sự trong sạch của mình sẽ bị hủy trong tay quốc an. Hắn từ trên giường bật dậy, nắm lấy tay Thời Duy có chút kinh tởm nói, bỏ cái tay bẩn thỉu của anh ra. Trương đại quan nhân thật sự nổi giận rồi, tôi không bỏ đấy, tôi bị mắc bệnh giang mai thì sao chứ, tôi không những bị mà còn muốn truyền nhiễm cho cô đấy, hiện tại truyền nhiễm luôn đây này. Thời Duy sợ đến nỗi hét toáng lên. Tiếng hét này thật sự hữu hiệu, khiến cho các hội sĩ bác sĩ của khoa tiết niệu đều chạy tới, cả đám người mặc áo dài trắng vây ở cửa, hiếu kỳ nhìn tràng cảnh ở bên trong phòng bệnh, Trương Dương lúc này mới bỏ tay Thời Duy ra, Thời Duy đỏ mặt chỉnh lại quần áo, thấp giọng mắng, lưu manh. Rồi chen ra khỏi đám người muốn bỏ đi. Trương Dương lại đuổi theo, tóm lấy cô ta, nói với đám bác sĩ hộ sĩ, nhân lúc mọi người đều ở đây, các người nói rõ cho tôi rốt cuộc là mắc bệnh gì? Có phải là bệnh giang mai không hả? Đám bác sĩ hộ sĩ đều cười ầm lên, vị bác sĩ giường bệnh vừa cười vừa nói, các vị thật sự là quá thiếu thưởng thức y học rồi. Viêm đường tiết niệu không phải là bệnh giang mai. Thằng cha này tự tác thông minh bước về phía Thời Duy, nói cô yên tâm đi. Anh ta không phải bị giang mai đâu, là bệnh viêm đường tiết niệu bình thường thôi, sau này bảo anh ta chú ý tới vệ sinh thân thể một chút, còn nữa, hai người trong khoảng thời gian này tốt nhất nên ngủ riêng. Thời Duy xấu hổ đến nỗi hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống, ở đâu ra tên bác sĩ khờ khạo thế, không ngờ lại tưởng mình là bạn gái của Trương Dương. Đợi tới khi đám bác sĩ hộ sĩ tản đi, Thời Duy mới đỏ mặt lui lại, đóng cửa phòng lại, đi tới ghế rồi đặt mông ngồi xuống. Vừa xấu hổ vừa tức giận nói, Trương Dương, anh đúng là đồ chết bấm, vừa rồi sao không nói rõ ra. Trương Dương ngồi ở mép giường, nói, cô cho tôi cơ hội giải thích à. Nói xong lại bảo, cô là gì của tôi sao phải giải thích với cô. Thời Duy nói chung là anh cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Coi như tôi cầu xin cô đấy, đừng có làm bại hoại danh tiết của tôi như vậy nữa có được không. Thời Duy khịt mũi. Nói, anh mà cũng để ý tới cái gọi là danh tiết cơ à? Cô ta nhớ tới bộ dạng cùng hưng cực ác muốn truyền bệnh cho mình vừa rồi của Trương Dương, lửa giận không khỏi bùng lên, vươn tay ra nhéo lên canh tay Trương Dương một cái. Làm gì vậy? Anh là đồ lưu manh, không ngờ còn muốn truyền bệnh cho tôi. Trương Dương cười ha ha, đúng là Thời Duy, nếu là loại con gái khác thì có thể nào cũng không nói ra được. Hắn ngửa ra sau, nói cô giúp tôi giải thích với chị họ của cô đi. Tôi nghĩ cô ta khẳng định coi tôi là tên mắc bệnh giang mai rồi. Thời Duy gật đầu, cô ta lúc này mới cảm thấy có chút xấu hổ, mình không nên hiểu lầm người ta như vậy. Trương Dương nói, chuyện này ngàn vạn lần đừng có nói ra ngoài, miệng nhiều người sói chảy vàng, một truyền 10, 10 truyền 100, giả cũng có thể truyền thành thật. Thời Duy nói, anh không sao chứ? Phải ở bao lâu? Trương Dương nói, một tháng, có điều bác sĩ bắt tôi cấm dục. Thời Duy mặt lại đỏ lên. Thầm nghĩ anh là đồ vương bát đản, anh cấm dục thì liên quan rắm gì tới tôi, rõ ràng là cố ý trêu tôi mà, đầu óc bình tĩnh một chút, lúc nên giả ngu thì phải giả ngu, nếu không thằng ôn này không biết sẽ còn nói những lời vô sỉ như thế nào nữa. Cô ta nghiêm mặt nói, anh dưỡng bệnh cho tốt đi, qua hai ngày nữa tôi và chị họ lại tới thăm anh. Trương Dương nói, các cô nếu bận thì đừng tới, chỉ cần nói tôi không phải là mắc bệnh giang mai là tôi đã cảm ơn trời đất rồi. Thời Duy mỉm cười đứng dậy. Trương Dương nói, tôi tiễn cô. Đừng tiễn, anh cứ nằm nghỉ đi. Viêm đường tiết niệu thôi mà, hai chân tôi không sao cả. Trương Dương tiễn Thời Duy ra tận cửa lớn của bệnh viện, bản thân cảm thấy cứ ở trong bệnh viện cũng không sao, ít nhất thì có bác sĩ hộ sĩ nói chuyện cùng, so với ở khách sạn Hương Quốc thì vui hơn nhiều. Kỳ thực trong phòng bệnh cũng không ai coi hắn là bệnh nhân cả, Trương Dương trước giờ đều có tính tình không chịu ngồi yên, trong một ngày đã đi hết cả bệnh viện Trung Hải một lượt. Đã thế lại gặp được một người quen, bác sĩ khoa chỉnh hình Cao Vĩ của Bệnh viện Nhân dân Xuân Dương. Năm đó Cao Vĩ còn là thầy giáo chỉ đạo thực tập cho Trương Dương, bởi vì muốn theo đuổi Tả Hiểu Tình mà phát sinh một số va chạm với Trương Dương. Trước khác nay khác, từ sau khi Trương Dương rời khỏi Bệnh viện Nhân dân huyện Xuân Dương, hai người không còn chạm mặt nhau nữa. Trương Dương gần như đã sắp quên tên Cao Vĩ này, nhưng Cao Vĩ lại một mực chú ý tới Trương Dương. Biết rằng Trương Dương hiện tại sớm đã không còn là kẻ ngô nghê như ngày xưa nữa, người ta hiện tại đã là phó chủ nhiệm phòng chiêu thương Giang Thành, còn mình hai năm nay vẫn dẫm chân tại chỗ không tiến,
vẫn là một bác sĩ giường nằm của Bệnh viện Nhân dân huyện Xuân Dương, tuy cũng tính là có chút danh khí, nhưng không thể nào bằng được người ta. Hai người đụng đầu nhau, lòng dạ của Trương Đại Quan Nhân hiện tại đã tu luyện tới mức càng lúc càng rộng rãi, chủ động mỉm cười chào hỏi Cao Vĩ, thầy giáo Cao, trùng hợp thế, anh cũng ở Trung Hải à? Cái tiếng thầy giáo Cao này khiến cho Cao Vĩ hết sức lo sợ, chút oán niệm trước đây đối với Trương Dương cũng đã tan thành mây khói, gã cười nói, chủ nhiệm Trương khách khí rồi, tuổi của hai chúng ta cũng tương dương nhau, cứ gọi tên tôi là được. Trương Dương cũng không khách khí với gã nữa, vậy gọi là anh Cao nhé, đúng rồi, anh sao lại ở đây? Cao Vĩ nói, tôi tới học bồi dưỡng thêm, còn có 2 tháng nữa là kết thúc rồi, song thời kỳ bồi dưỡng vẫn phải về Bệnh viện Nhân dân huyện Xuân Dương công tác. Trương Dương gật đầu. Cao Vĩ từ trang phục bệnh nhân của hắn đoán ra hắn nằm viện ở đây, liền nói khẽ cậu bị bệnh à? Trương Dương cười nói, cũng không phải là bệnh nặng gì, là viêm đường tiết niệu thôi. Cao Vĩ người ta dù sao cũng là học y, Lý Phương Dĩ liên hệ bệnh viêm đường tiết niệu với bệnh Giang Mai, rất khách khí nói, khoa tiết niệu tôi có người quen, có cần tôi nhờ họ chiếu cố chút không? Trương Dương cười nói, không cần, anh Cao, có người giúp tôi nhờ rồi. Cao Vĩ nói, buổi tối cùng đi ăn cơm nhé, lâu rồi chúng ta không uống rượu với nhau. Gã rất thành tâm, những chuyện không vui trước kia cũng nhạt dần theo thời gian rồi, hơn nữa theo sự ra đi của Tả Hiểu Tình, gã đối với sự theo đuổi Tả Hiểu Tình đã triệt để buông bỏ, tất nhiên cũng không còn tồn tại khúc mắc gì với Trương Dương. Hơn nữa cảnh giới và trình độ của Trương Dương hiện tại hắn không thể nào sánh bằng, mời Trương Dương ăn cơm cũng là có ý tứ hóa giải hiềm khích, chủ động níu kéo quan hệ. Trương Dương gật đầu. Hắn cũng nhàn rỗi không có gì làm, có thể ôn lại chuyện xưa với Cao Vĩ cũng tốt. Tối hôm đó Trương Dương cùng với Cao Vĩ tới nhà hàng Thiên Phúc ở đối diện Bệnh viện Trung Hải, đẳng cấp của nhà hàng miễn cưỡng tính là bậc trung, có điều bởi vì cách bệnh viện rất gần, cho nên sinh ý rất thịnh vượng. Trương Dương đi tới nhà hàng Thiên Phúc thì có chút hối hận, hắn phát hiện Cao Vĩ không phải là tự bỏ tiền túi, mà là bệnh nhân mời khách, Trương Dương trong lúc vô ý đã sắm vai một kẻ ăn trực. Người mới khách là người trong thể chế, y tên là Cung Kiến Vĩnh, làm một chức vụ nào đó trong vụ quốc viện. Cũng được coi là một cán bộ cấp thính, nhưng ở thành Bắc Kinh này thì không được tính là quan lớn gì. Lần này là bố vợ của y nằm việc, bác sĩ mổ chính Khưu Đàm là bạn cũ của y, cũng là lão sư của Cao Vĩ. Tối hôm đó còn có 2 bác sĩ, 3 tiểu hộ sĩ của khoa chỉnh hình, Cao Vĩ là một bác sĩ học bồi dưỡng duy nhất, Trương Dương lại là đi theo Cao Vĩ tới, điều này khiến hắn cảm thấy có chút xấu hổ. Cao Vĩ đúng là kẻ không có tiền đồ, mình tự dưng lại thành tới ăn trực. Kỳ thực Cao Vĩ cũng có suy nghĩ của gã. Gã dẫu sao cũng là đi học bồi dưỡng ở Bắc Kinh, ra ngoài ở, trên kinh tế tất nhiên là không được thoải mái như lúc ở huyện thành Xuân Dương, có thể tránh thì tránh, dẫu sao cũng là bệnh nhân mời khách, bác sĩ ăn của bệnh nhân là thiên kinh địa nghĩa, tuy câu nói này trên đạo nghĩa thì khó mà đứng vững chân, nhưng trên thực tế đều làm vậy cả. Gã cảm thấy mình mang theo một người cũng chẳng sao. Quan hệ giữa gã và lão sư chỉ dẫn Khưu Đàm rất tốt, Khưu Đàm cũng không nói gì. Nhưng Cao Vĩ bỏ qua một điểm, mời khách là Cung Kiến Vĩ, Cung Kiến Vĩnh cho rằng có quan hệ thân thiết với Khưu Đàm, trong mắt không coi những người khác vào đâu, đặc biệt là hạng bác sĩ học bồi dưỡng như Cao Vĩ. Một tên bác sĩ học bồi dưỡng không ngờ lại dẫn một người ngoài tới ăn trực, Cung Kiến Vĩnh sau khi biết thì trong lòng cảm thấy không vui. Cung Kiến Vĩnh ở trong kinh thành cũng có chút năng lực, lại thêm bản thân lại là người của vụ quốc viện. Trong ngôn ngữ tất nhiên mang theo chút ngạo khí, rượu mà y chuẩn bị là ngũ lương dịch 15 năm, sau khi uống 3 chén, thằng cha này cười nói, bác sĩ Cao, chúng ta cạn 1 chén. Cao Vĩ sau khi cạn chén với Cung Kiến Vĩnh nói, đây là nội cống của hính phủ, ở Xuân Dương của các anh có được uống loại này không? Cao Vĩ ngây ra, mặt hơi nóng lên, nói, có uống rồi. Có điều không phải là nội cống. Cung Kiến Vĩnh từ từ đặt chén rượu xuống. Chậm rãi nói, hiện tại rượu ngũ lương dịch giả nhiều lắm, không thường uống thì không phân được thật giả đâu. Cao Vĩ đỏ mặt. Khưu Đàm cười nói, bạn học à, những lão bách tính như chúng tôi làm sao mà bằng được quan viên chính phủ như anh, các anh thấy nhiều biết rộng, sau này lấy thêm nhiều đồ nội cống cho chúng tôi uống nhé. Cung Kiến Vĩnh cười nói, nhất định, Cao Vĩ à. Cậu phải theo lão sư học nhiều vào, không chỉ y thuật y đức, chỉ tầm mắt thôi cũng đủ để cậu học cả đời rồi. Cậu ra ngoài là đúng, cứ chui rúc mãi ở một huyện thành nhỏ, tầm mắt thủy chung chỉ bị giới hạn ở đó. Chỉ có đứng trên cao mới có thể nhìn được xa, ý thức của nông dân cá thế thì không thể chấp nhận được đâu. Ha ha, y bật cười. Cả bàn đều cười theo, Khương
Khưu Mẫn đã đại khái quen với cách nói chuyện này của y rồi, cũng không cảm thấy gì, Cao Vĩ mặt đỏ tía tai, trước mặt nhiều người như vậy mà bị Cung Kiến Vĩ chế giễu, gã hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Trương Dương đã từng gặp rất nhiều người, nhưng cái loại khệnh kháng như vậy thì là lần đầu tiên nhìn thấy, hắn cầm chén lên, cười nhạt nói, chủ nhiệm cung, tôi kính ngài. Cung Kiến Vĩnh bộ dạng ngơ ngác, nói cậu là... Trương Dương. Ồ, Trương Dương à, cậu coi trí nhớ của tôi kìa, vừa mới nói mà tôi đã quên ngay rồi. Hàm dưỡng của Trương Đại Quan Nhân rất tốt, mỉm cười nói, không sao, ngài hiện tại không nhớ, nhưng sau này nhất định sẽ nhớ. Cung Kiến Vĩnh cười nói, cái này cũng khó nói lắm, tôi công tác trong viện quốc vụ, cả ngày có rất nhiều việc, mỗi ngày không biết phải gặp mặt bao nhiêu người, tôi không thể ai cũng nhớ hết được. Khưu Đàm cũng nhìn ra Cung Kiến Vĩnh có chút chĩa mũi nhọn vào Trương Dương và Cao Vĩ, y cũng có chút thấu hiểu ngạo khí của vị bạn học này, mỉm cười giảng hòa, bạn học à, biết anh bận rồi, ai cũng nói gặp mặt là có duyên, uống rượu đi. Cung Kiến Vĩnh cầm chén lên chạm cốc với Khưu Đàm, gạt Trương Dương đang cầm chén rượu lên sang một bên, Trương Dương vốn cũng không nói gì, dẫu sao thì Cao Vĩ dẫn hắn tới ăn trực, bản thân hắn cũng đã cảm thấy mất mặt, người ta không vui cũng đúng thôi. Nhưng Cung Kiến Vĩnh này thật sự là không có nhân phẩm, ngay cả lễ mạo cơ bản nhất cũng không có, vô cùng thiếu tôn trọng đối với người khác. Cao Vĩ cũng cảm thấy tối nay không nên dẫn Trương Dương tới, gã nâng cốc với Trương Dương, không những giải vây cho hắn, mà cũng là có ý xin lỗi Trương Dương, chúng ta cạn chén. Chén rượu của hai người còn chưa đưa lên đến miệng thì Cung Kiến Vĩnh lại nói một câu, người trẻ tuổi uống rượu phải có chừng mực, uống nhiều rượu có hại cho sức khỏe đó. Cao Vĩ thực sự muốn vỗ bàn đứng dậy bỏ về, nhưng ngại lão sư ở bên cạnh nên chỉ có thể coi như là không nghe thấy. Khưu Đàm cũng có chút xấu hổ, Cung Kiến Vĩnh hôm nay có chút quá đáng rồi, nếu không phải là y còn có chuyện cầu Cung Kiến Vĩnh làm, y nói sao cũng sẽ đứng ra nói vài câu. Trương Dương vẻ mặt vẫn tự nhiên như không hớp một ngụm, sau đó nhíu mày nói, rượu giả. Tất cả mọi người đều ngây ra, ánh mắt đều tập trung trên người Trương Dương. Cung Kiến Vĩnh vẫn là bộ dạng cao cao tại thượng, người trẻ tuổi, lời không thể nói linh tinh được đâu, rượu này là nội cung của chính phủ, được viện quốc vụ dùng để chiêu đãi, sao có thể là giả được. Đồ trẻ con, y trực tiếp nói thẳng vào mặt Trương Dương. Cao Vĩ giải vây cho Trương Dương, cậu uống nhiều rồi, để tôi đưa cậu về. Trương Dương cười nói, rượu giả mà cũng mang cho người ta uống. Tôi nói này cung, cung, ông tên là cung gì ý nhỉ? Cung Kiến Vĩnh mặt lập tức đỏ bừng lên, người trẻ tuổi này quá vô lễ rồi, y chỉ vào mũi Trương Dương, mắng, cậu là người của bộ môn nào của Xuân Dương? Có tin tôi gọi điện thoại tới, cho cậu mất việc luôn không? Trương Dương cười nói, đừng tức giận, giận quá hại người đấy. Tôi nói này, ông mời người ta ăn cơm là chuyện tốt, nhưng vì sao lại muốn tiết kiệm chút tiền, mang rượu giả ra cho người ta uống, thế có phải là rất không tôn trọng khách không? Mày đánh giám. Cung Kiến Vĩnh tức giận rồi, đi cùng y tới đây còn có hai người thân của y, họ cũng trợn mắt lườm Trương Dương, nếu như không phải Khưu Đàm có mặt ở đây, bọn họ không khéo đều lao lên rồi. Trương Dương thở dài, nói, một cú điện thoại khiến tôi mất việc ư. Nhân vật lợi hại ở thành Bắc Kinh này thật là con mẹ nó nhiều ghê. Ông không phải có di động ư, giờ gọi luôn đi, tôi cho ông số, tôi tên là Trương Dương, là người của phòng chiêu thương chính phủ thành phố Giang Thành. Bí thư thị ủy tên là Đỗ Thiên Giã, số điện thoại của ông ta là. Cung Kiến Vĩnh thật sự cũng có chút năng lực, y biết Đỗ Thiên Giã, có điều cũng không phải quen thân với gã, những lời này không thể nói thẳng ra được, nhưng y ở kinh thành lăn lộn lâu như vậy ít nhiều cũng có chút nhân mạch, y quen biết với chủ nhiệm của ban chú kinh các tỉnh, Giang Thành thuộc Bình Hải, chủ nhiệm ban chú kinh Bình Hải Quách Thụy Dương có quan hệ không tồi với y, Cung Kiến Vĩnh móc điện thoại ra gọi cho Quách Thụy Dương, sau khi nối máy. Giọng nói của y đột nhiên cao vút lên, chủ nhiệm Quách à? Tôi Cung Kiến Vĩnh đây. Tất cả mọi người đều nhìn Trương Dương với ánh mắt đồng tình, người trẻ tuổi này không biết trời cao đất dày là gì cả, trong kinh thành đâu đâu cũng ngọa hổ tàng long, hắn không cân nhắc tới phân lượng của mình mà nói năng lỗ mãng, tự rước họa vào thân. Quách Thụy Dương đối với Cung Kiến Vĩnh cũng khá khách khí, việc của ban chú kinh bọn họ là chạy nọ chạy kia, không phải chỉ quen bình thường với đám người của viện quốc vụ. Cung Kiến Vĩnh nói, mấy cán bộ nhỏ của Bình Hải các anh đều rất ngạo khí, trong mắt ngay cả một chút quan niêm thượng cấp hạ cấp cơ bản cũng không có. Quách Tín Dương lời thề son sắt nói, Cung Thính, anh đừng tức giận, nói cho tôi biết là ai chọc anh tức giận, tôi lập tức sẽ xử lý hắn. Cung Kiến Vĩnh không khỏi đắc ý liếc Trương Dương một cái,
sau đó nói anh ta là người của phòng chiêu thương Giang Thành, tên là Trương Dương. Cậu tên là Trương gì? Quách Thụy Dương nghe tới đây suýt nữa thì đánh rơi điện thoại trong tay Trương Dương. Cung Kiến Vĩnh gật đầu, nói, đúng, Trương Dương. Trương Dương mỉm cười cầm chén trà lên uống, ông là gọi điện thoại cho chủ nhiệm Quách Thụy Dương à? Cung Kiến Vĩnh ngây ra, phía Quách Thụy Dương hạ giọng, nói Cung Thính, chuyện này tôi không quản được đâu, anh thật sự không biết hay là giả vờ không biết đấy, Phó Thủ tướng Văn có một đứa con trai nuôi, người mà anh nói chính là. Cung Kiến Vĩnh nghe tới đây, tay nắm điện thoại bất giác run rẩy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt ướt đẫm cả lưng, chuyện trên thế giới này sao mà khéo thế. Tên thanh niên không biết trời cao đất dày này không ngờ lại là con trai nuôi của Phó Thủ tướng Văn. Mình sao lại mắt kém như vậy, còn nói người ta không biết trời cao đất dày. Cung Kiến Vĩnh hối hận không thôi. Quách Thụy Dương điểm phát chuyện này xong thì không en soi gì nữa, từ trong điện thoại y đã nghe ra Trương Dương khẳng định đã đoán được Cung Kiến Vĩnh đang gọi điện thoại cho mình, thằng nhóc này, y không trêu vào được, chuyện của người ta y cũng không muốn dính vào làm gì. Quách Thụy Dương trong lòng thầm chúc Cung Kiến Vĩnh may mắn rồi gác điện thoại. Cung Kiến Vĩnh rốt cuộc là người từng trải, sau khi gác điện thoại thì trên mặt đã khôi phục lại vẻ bình hòa, giống như là chưa từng có chuyện gì xảy ra vậy. Y biết rõ, mình còn nếu tiếp tục dây dưa với Trương Dương, vậy thì chỉ tổ tự chuốc lấy nhục, nhân lúc còn sớm vội vàng chuyển đề tài, mỉm cười nói với Khưu Đàm, bạn học, chúng ta khó lắm mới gặp mặt, lần này phải cảm ơn các vị đã chữa bệnh cho bố vợ tôi. Để tỏ lòng cảm ơn, tôi kính tất cả mọi người một chén. Đầu óc Cung Kiến Vĩnh xoay chuyển rất nhanh, tất cả mọi người, bao gồm cả Trương Dương và Cao Vĩ đều nhận ra hắn đang đánh bản tính như ý. Ta nhận thua rồi, mọi người tới đây là dừng, mỗi bên nhường một ít, bỏ qua chuyện vừa rồi đi. Nhưng Cung Kiến Vĩnh muốn thôi còn Trương Dương thì lại không muốn thôi, ông đây vừa rồi nể mặt mày, nhưng mày còn mẹ nó không cần mặt mũi, hiện tại đánh rơi mặt mũi rồi còn muốn nhặt lên à, trên thế giới này lấy đâu ra chuyện tiện nghi thế. Trương Dương cười nhạt, nói, biết rõ là rượu giả còn mang ra cho người ta uống, đúng là chỉ có ông mới làm được. Cung Kiến Vĩnh nghe thấy hắn lại lấy việc này ra để gây chuyện, sắc mặt hết xanh rồi lại tím, thầm nghĩ giết người chẳng qua là đầu rơi xuống đất, rượu của chỗ tôi là giả ư. Rượu mà viện quốc phụ dùng để chiêu đãi làm sao mà giả được. Khưu Đàm Mẫn Duệ phát giác ra bầu không khí hơi phát sinh ra biến hóa vi diệu, y và Cung Kiến Vĩnh dẫu sao cũng là bạn học. Tuy vừa rồi cũng có chút bất mãn vì sự ngông cuồng của y, nhưng dẫu sao cũng không muốn thấy y bị một người trẻ tuổi chế nhạo. Đương nhiên Khưu Đàm không biết sự lợi hại của Trương Dương, y cũng chỉ không muốn thành to chuyện, liềm mỉm cười nâng chén lên, nói tôi thấy rượu này không phải là giả đâu. Nào, Tiểu Trương, mọi người quen được nhau rất là cao hứng, chúng ta cùng cạn một chén nào. Cao Vĩ vội vàng nâng chén lên, lão sư cũng đã nói vậy rồi, mình cũng lấy lại được sĩ diện, gã thấy Trương Dương mặt mày thờ ơ. Lặng lẽ dùng đầu ngồi huých nhẹ hắn một cái. Trương Dương cầm chén lên, thở dài, nói, bác Xính Khưu, quen được ông tôi cũng rất cao hứng, nhưng có người lại khiến tôi không vui, rất không vui, trên thế giới này chẳng ai là kẻ ngốc cả, muốn khệnh khạng thì cũng phải có vốn để mà khệnh khạng. Rõ ràng là rượu giả mà muốn mạo xưng Ngũ Lương Dịch, cái này con mẹ nó quá đáng cười rồi. Trương Dương cầm chén rượu lên rồi hắt xuống đất, sau đó nhìn Cung Kiến Vĩnh mặt đang tái xanh, tôi nói ông đấy. Hai người nhà ở bên cạnh Cung Kiến Vĩnh đột nhiên đứng bật dậy, là không thể nhịn nhục được nữa rồi. Trương Dương nói, muốn động thủ à, các người tốt nhất vẫn nên đi hỏi thăm đã, có điều hôm nay có nhiều bác sĩ hộ sĩ của khoa chỉnh hình ở đây như vậy, ở đối diện lại là bệnh viện Trung Hải, cấp cứu chắc cũng tiện. Cung Kiến Vĩnh kéo hai người thân thích xuống, khi biết Trương Dương chính là con nuôi của Phó Thủ tướng Văn, y liền nhớ tới rất nhiều cố sự truyền kỳ liên quan tới Trương Dương. Trong đó có một việc là thằng ôn này ngay cả cháu của Kiều Lão cũng dám dánh, phải biết rằng Kiều Bằng Phi không chỉ là có thân phận tôn quý, mà gã còn là đệ tử đắc ý của bát quái môn sử Thương Hải. Trương Dương từ sau khi về nước, đã nói với mình phải cố che ánh sáng, phải làm người thật nhún nhường, nhưng lúc này mới qua hơn một ngày đã phát hiện, làm người thật sự là không thể quá nhún nhường được, quá nhún nhường sẽ bị người ta khi phụ ngay. Trương Dương nhìn chằm chằm vào hai mắt của Cung Kiến Vĩnh, rượu mà ông mang tới có phải là rượu giả không? Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía Cung Kiến Vĩnh. Cung Kiến Vĩnh có đời này chưa từng phải chịu uất ức như vậy. Y nói sao cũng là một cán bộ cấp thính, thật sự muốn xé rách ra mặt chơi một trận với Trương Dương. Nhưng nghĩ tới Văn Quốc Quyền ở phía sau Trương Dương, chút dũng khí vừa dâng lên trong khoảnh khắc lại tắt ngóm. Y không ngờ lại gật đầu, cười bồi nói, rượu này có chút không đúng, hay là chúng ta đổi đi.
phải nhịn cơn giận nhất thời thì mới có thể đi ra biển lớn, Cung Kiến Vĩnh là nghĩ vậy, hôm nay ta nhận thua, đợi ngày khác có cơ hội, ta và ngươi sẽ tính cả vốn lẫn lời, đương nhiên y cũng biết rằng dạng cơ hội này có thể là cả đời cũng không có, nhưng con người luôn biết tự tìm một các bậc thang cho mình đi xuống mà. Trương Đại Quan Nhân trước giờ luôn là loại được lý thì vẫn không tha người. Hắn cười khinh thường, nói, muộn rồi, loại rượu giả này mang đi chiêu đãi người khác đi, mồm năm miệng mười nói tới là để cảm tạ người khác, nhưng hành vi của ông lại thiếu sự tôn trọng tối thiểu dành cho khách, loại người như ông không có năng lực công tác gì cả. Hắn đứng dậy, nói Cung Kiến Vĩnh phải không? Ông chuẩn bị đi, công tác kỳ tới của ông khẳng định sẽ có biến động đấy. Nói xong câu này Trương Đại Quan Nhân chắp tay sau lưng, sải bước ra ngoài, rất tiêu sái, rất ung dung, rất bình tĩnh bỏ đi. Viện quốc phụ ư, viện quốc phụ thì sao chứ? Cao Vĩ đuổi theo sau, ở cửa lớn thì bắt kịp Trương Dương, biểu hiện vừa rồi Trương Dương gã đều nhìn thấy hết, Trương Dương hiện giờ không còn là tên vệ giáo sinh ngây ngô ở Xuân Dương ngày trước nữa rồi, nhìn thấy người ta mới hiểu cái gì gọi là uy phong bát diện, Cao Vĩ không che giấu được sự kính nể ở trong lòng, gã trước tiên tỏ ý xin lỗi Trương Dương, xin lỗi, hôm nay tôi an bài không chu đáo. Trương Dương cười nói, không có gì. Cũng không phải là anh chọc tôi, tên Cung Kiến Vĩnh đó quả thật là quá buồn nôn, tôi ghét nhất là loại người tiểu nhân đắc chí. Cao Vĩ nói, tôi mời cậu đi uống rượu nhé. Trương Dương lắc lắc đầu, hắn không phải là khinh thường Cao Vĩ, mà là bởi vì hắn và Cao Vĩ thuộc hai loại người khác nhau, hai người khó mà nói chuyện với nhau được. Hắn cũng nhìn ra Cao Vĩ là muốn bấu víu mình, nhưng phạm vi mà hắn tiếp xúc e rằng Cao Vĩ cả đời này cũng không thể nào với tới được. Thời gian đã là 9 rưỡi tối. Trương Dương cũng không quay về khách sạn Hương Quốc, hắn quay về phòng bệnh của mình, vừa hay lại là cô tiểu hộ sĩ mắt to trực ban, Trương Đại Quan Nhân cười ha ha đi tới hàn huyền vài câu với cô ta, thằng nhóc này rất giỏi làm nữ hài tử vui vẻ, nói cho tiểu hộ sĩ tươi cười rạng rỡ. Cho tới khi bộ hộ lý kiểm tra phòng theo lệ thì Trương Dương mới quay về phòng bệnh của mình. Hắn dùng sức hít mạnh một cái, cảm giác không khí trong phòng có một mùi thơm thanh nhã, còn chưa kịp hồi thần thì phía sau hắn có tiếng gió. Trương Dương bước lên trước một bước, dùn người xuống, nắm lấy cổ tay người tập kích, dùng sức kéo một cái, ôm được thân hình Nguyễn Ngọc Ôn Hương vào lòng. Trương Đại Quan Nhân cười khẽ, nói tặng hàng tới cửa, không thể chối từ. Cúi đầu xuống đã chuẩn xác không sai lệch hôn đúng vào môi lệ phù. Còn chưa kịp áp dụng hành động tiếp theo thì đột nhiên cảm thấy cái thứ cứng rắn lạnh ngắt đâm chúng mình, thân thể đột nhiên tê dại. Lại là lệ phù lợi dụng máy trích điện trích cho hắn một cái, nhân cơ hội này thoát khỏi lòng hắn. Trương Đại Quan Nhân một lúc sau mới khôi phục lại, cười khổ, nói, nha đầu, hạ thủ hơi ác đấy. Khuôn mặt tuyệt mỹ của lệ phù mông lung mà huyền bí trong bóng tối, cô ta cười khẽ, nói, ai bảo anh động chút là chiếm tiện nghi của người ta. Trương Dương nói, anh phải nằm viện mà, em an ủi anh chút cũng là điều nên làm mà. Lệ phù đẩy hắn ngồi xuống giường, còn mình thì ngồi xuống cạnh hắn. Trương Dương cởi giày, nằm xuống giường, kéo lệ phù một cái. Để cô ta nằm xuống cạnh mình, biểu hiện lần này của lệ phù cực kỳ ngoan ngoãn, nằm xuống cạnh hắn, máy trích điện trong tay thì vẫn nhắm chuẩn vào Trương Dương, ôn nhu nhắc nhở, đừng có không an phận, nếu không em lại trích cho anh một cái đấy. Trương Dương cười nói, tới thăm anh vì sao không dám quang minh chính đại mà lại lén lén lút lút thế. Lệ phù cười khẽ, nói, anh không cảm thấy lén lén lút lút thế này mới kích thích à. Trương Dương thò tay ra, để cô ta gối lên trên. Nói nhỏ, từ sau khi em tới tổng bộ, anh một mực lo lắng cho em, sợ đám người ta gây bất lợi cho em. Lệ phù nghe thấy hắn quan tâm mình như vậy, trong lòng cũng thấy ấm áp vô cùng. Ôn nhu nói, anh yên tâm, em biết nên giải thích chuyện này như thế này, và lại bọn họ cũng không phải là không nói đạo lý. Trương Dương khinh thường hừ một tiếng, nói, đám người đó chỉ biết chơi thủ đoạn quan liêu ra thì chẳng có bản sự gì cả. Lệ phù cười nói, oán niệm của anh đối với tổ chức rất nhiều. Kỳ thực xếp hình đối với anh cũng không tồi mà. Trương Dương nói, y chỉ còn thiếu mỗi nước đào hố chôn sống anh thôi. Thế là liền nhỏ giọng kể lại chuyện nằm viện ngày hôm nay, lệ phù nghe thấy người khác hiểu lầm là hắn mắc bệnh giang mai, suýt chút nữa thì bật cười thành tiếng, ôm lấy miệng cố nín cười, mặt cũng đỏ bừng lên, dẫu sao thì anh cũng chẳng phải là hạng tốt lành gì, người ta nhìn anh là cảm thấy anh có bệnh rồi. Trương Dương ghé sát vào người cô ta, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào đôi mắt màu lam của lệ phù. Nói, em cảm thấy thế à? Lệ phù nói, anh cũng tính là không tồi, rất nhiều lúc có biểu hiện rất giống nam nhân. Trương Đại Quan Nhân nói, anh vốn chính là nam nhân mà, nếu giả cho đổi lại.
Lệ Phù cảm thấy bộ phận nào đó của thằng ôn này đang kề sát vào mình bắt đầu phát sinh biến hóa vi diệu, vội dịch ra sau như chim sợ cành cong, Trương đại quan nhân cũng không mặt dày dịch theo, nói nhỏ, nằm ở trên giường cùng một nam nhân ưu tú như anh, chẳng lẽ em không có một chút suy nghĩ gì khác ư? Lệ Phù nói nhỏ, giường hơi chật. Trương đại quan nhân lại nói, hay là chúng ta đổi tư thế đi, em nằm trên anh nằm dưới. Lệ Phù đỏ mặt gắt, lưu manh, giãy ra khỏi lòng Trương Dương, từ trên giường nhảy xuống, cởi dây buộc tóc ra, mái tóc màu vàng giống như thác nước xõa xuống. Cô ta nghiêm mặt, nói em lần này tới là phụng lệnh của sếp Trương, cô ta rất hân thưởng anh, muốn anh triệt để gia nhập bộ môn của chúng e, nếu như anh bằng lòng, có thể anh bài anh và em hợp tác với nhau. Trương Dương bật cười, Trương Bích Quân xem ra rất hân thưởng hắn, bản thân cô ta ra mặt thì không tiện, nên phái Lệ Phù tới. Trương Dương nói, anh không có bất kỳ hứng thú gì với tổ chức của em cả, chuyện London lần này, anh hoàn toàn là vì em, nếu không anh căn bản không nhúng tay vào đâu. Giúp anh nói với Trương Bích Quân, anh chỉ muốn thật thà lăn lộn trong thể chế, cuộc sống phiêu bạt bất định, nguy cơ bốn bề như của các em không thích hợp với anh chỉ muốn sống an nhàn thôi. Lệ Phù gật đầu, lại ngồi xuống cạnh Trương Dương, chủ động nắm tay hắn, nói, ai có chí nấy, lời của anh em sẽ chuyển cáo cho sếp Trương. Trương Dương chân thành nói, kỳ thực một cô gái như em mà cả ngày đánh đánh giết giết anh cũng không an tâm. Nếu khi nào em mệt rồi thì về cạnh anh nhé, bất kể là lúc này anh cũng sẽ giang tay đón chào em. Một câu nói rất bình thường của Trương Dương lại khiến cho Phương Minh Nguy xúc động vô cùng, cô ta cắn chặt môi, nói anh là đồ xấu xa, cứ nói những lời khiến người ta cảm động, có phải là lại có chủ ý xấu không? Anh trước giờ luôn có chủ ý với em, nhưng tuyệt đối không phải là chủ ý xấu. Em tin, Trương Dương, nếu có một ngày em mệt rồi, em nhất định sẽ về tìm anh, bất kể là bên cạnh anh có ai, bất kể là anh có thích hay không, lúc đó em sẽ vẫn bám dính lấy anh. Anh thích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 295.